đưa đôi mắt nguýt dài về phía con dâu. Cụ Hà vỗ đít phành phạch một cái rồi đi vào trong buồng. Bà Lê cũng không hiểu vì sao mình tận tâm tận lực như vậy, có của ngon vật lạ gì cũng dành cho mẹ chồng, chưa một lời ca thán. Vậy mà tại sao bà lại bị cụ Hà càng ngày càng không ưa như vậy? Bà có làm gì nên tội đâu. Tất cả chỉ là dồn sức toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, hết chồng lại đến con thôi mà. Nhìn thấy tuổi trẻ bây giờ mới biết chúng nó sướng thật. Lấy chồng xong là ra ở riêng ngay, không cô nào muốn làm dâu. Có lần nhìn thấy cảnh của bà, mấy bà bạn chép miệng nói: "Như bà thì làm dâu hết đến đời nhỉ? Bà thì lúc nào cũng sắp sắp ngửa ngửa, chả lúc nào thảnh thơi. Mà cụ Hà cụ ấy sướng thế. Sáng nào cụ ấy cũng ra chợ ăn quà. Khỏe như vậy, khéo mà thọ hơn bà ấy chứ." Lúc đó bà chỉ cười trừ, vì nghĩ mẹ chồng khỏe thì mình đỡ phải lo. Nhưng mới hôm qua lúc đi chợ, thấy bà lại, vẫy lại thẽ thọt: "Này bà Lê, tôi bảo thật nhé, bà làm ít thôi. Con cái ở xa, trồng rau làm gì nhiều mà suốt ngày ở dưới vườn thế. Tôi thấy cụ Hà cụ ấy thở than về bà suốt đấy." "Ôi chết, nhà em vườn rộng, không làm để đất không xót ruột lắm bà ạ. Chắc cụ nhà em thấy vậy nên sợ em ốm với ca cẩm." "Khổ thân bà tin người vừa thôi. Cụ ấy không tốt như bà nghĩ đâu. Cụ ấy nói xấu bà đủ thứ, chứ không phải khen ngợi gì đâu. Bà cứ thế này, có ngày chết lúc nào không biết ý. Bà cũng phải cảnh giác với cụ Hà. Mồm cụ ấy là gang là thép cả đấy." "Vậy hả bà? Cụ nhà em chắc lẩm cẩm nên mới nói vậy, chứ chả có gì đâu bà ơi." "Ơ hay, tôi nói cho bà biết để mà liệu bà lại không tin. Cụ ấy nói là bà suốt ngày chỉ tốn tiền thuốc men, rồi động tí là đi viện nuôi bác sĩ. Nếu không có con cụ ấy làm ra thì một mình bà làm sao có cơ ngơi ngày hôm nay. Nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nói vậy thôi." Bà Lê biết bà lại kia nói không hề sai. Có lẽ cách sống của bà và cụ Hà hoàn toàn khác biệt, nên cụ ấy lại càng khó chịu. Một bà mẹ chồng suốt ngày chỉ ăn với ngủ và đi ăn hàng, đến cái nhà cũng chả bao giờ quét hộ. Còn con dâu thì lúc nào cũng tất bật hết việc này đến việc kia, toàn những việc không tên, lại còn luôn chắt chiu dành dụm, chứ chả bao giờ mảy may hoang phí, thì làm sao không khó chịu cho được. Nhưng chỉ có thế thì nói làm gì. Đằng này cụ Hà lại còn có tật tắt mắt và nói điêu. Cái này thì đúng là không chấp nhận được. Bà Lê vốn được tay chăn nuôi gà, nên gà nhà bà lúc nào cũng đầy chuồng. Trứng gà nhiều khi ăn không hết, bà lại mang cho anh em họ hàng hết. Con cháu thì ở xa, bà lại không có thói quen bồi bổ sức khỏe. Cụ Hà thì khác. Cụ lấy trứng cho gà ấp dở ra để lấy trứng gà lộn ăn, nhưng chả bao giờ cụ bảo con dâu ăn lấy một quả. Mà công nhận cụ ăn tốt thật. Ngày nào cụ cũng luộc trứng để ăn, hoặc lấy trứng để kho tàu lẫn với thịt. Những thứ đó thì cụ ăn một mình, mặc dù bà Lê là người chăn nuôi, ngày nào cũng phải chui vào chuồng hót cứt gà. Ấy vậy nhưng cụ coi như mù, như điếc, mặc kệ con dâu. Nhớ có dạo cụ còn lấy trứng gà giấu riêng một chỗ để ăn dần. Đến khi dọn nhà, bà Lê lại nhìn thấy, bảo cụ muốn ăn bao nhiêu thì ăn, việc gì phải cất giấu, thì cụ lại được thể mắng bà xối xả. Đi ra đường gặp ai cũng nói xấu con dâu. Nào là nó không cho tôi ăn, ở như vậy nhục lắm, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh. Nào là bà Lê ăn uống tiết kiệm quá, cụ chả chịu được nên phải mua thức ăn về nấu riêng. Khổ thân cho bà Lê quá. Tận tâm tận lực phụng dưỡng mẹ chồng như vậy vẫn chả vừa lòng. Hôm qua bà và cụ Hà đã nổ ra một cuộc cãi vã chỉ vì cụ đã lấy trộm tiền của bà. Số là bà lấy lương hưu về xong, vội ra vườn trồng nốt mấy luống rau nên nhách vội mấy triệu bạc ở cái kệ tivi. Nhà thì chỉ có hai mẹ con, ấy vậy mà khi vào nấu cơm nhớ ra tiền đem cất thì mất toi 600 bạc. Hỏi cụ Hà thì cụ dầu mỏ lên bảo: "Nhà này có ma đấy, tiền mất ở đâu lại về đây hỏi là sao? Tôi thiếu gì tiền mà phải lấy của bà?" Bà Lê phân tích cho mẹ chồng hiểu là mình không có rơi rác ở đâu cả. Khi lấy lương, bà đã đếm đi đếm lại không mua thứ gì mà về luôn. Có 4 triệu mốt bạc, làm sao bà không nhớ? Cô phát lương đưa cho bà 8 tờ 500.000 và 1 tờ 100.000. Vậy mà giờ chỉ còn 7 tờ tiền 500 thì chẳng mất đi 600.000 à? Thà cụ thiếu hay muốn mua gì cứ nói với bà. Bản thân bà chỉ chặt chẽ một mình thôi, chứ có khó khăn gì với cụ đâu mà cụ Hà phải làm như vậy. Nói bà Lê một thôi một hồi như chưa hả. Cụ Hà đi vào trong buồng, cầm ngay ra một tờ 100.000, rồi xé ngay cái bật lửa ra, đốt ngay tờ tiền trước mặt bà Lê. Cụ dở giọng xỉa sói: Tôi không thiếu gì tiền, mở to mắt ra to mà nhìn, kẻo lại bảo tôi nói điêu. Tiền tôi tiêu không hết, hà cớ gì tôi phải lấy tiền của bà. Cụ làm như vậy tức là cụ đốt vào mặt con phải không? Tại sao cụ lại làm như thế? Tôi thích thì tôi đốt đấy. Tiện đây tôi cũng nói luôn, bà cho tôi ăn thế nào thì cho, nhưng tôi nói trước nhé, cá mắm bà thích ăn thì mua về mà ăn. Còn tôi không ăn được. Đồ ăn tôi chỉ ăn trong ngày thôi, để qua đêm chất độc tích tụ, khéo lại ung thư chứ chả giỡn đâu. Bà muốn làm sao thì làm. Cụ nói như vậy thì hóa từ trước đến nay còn toàn bắt cụ ăn khổ à? Cụ có phải ăn cá mắm bao giờ đâu. Ngày nào con cũng mua đồ ăn mới cho cụ, sao cụ lại nói thế để đổ tiếng ác cho con vậy? Cụ Hà liền rỉa rói: Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, bà muốn đối xử với tôi thế nào chả được. Số phận tôi nằm trong tay bà rồi, tôi cũng cố sống nốt mấy năm nữa. Khi nào sang cát cho thằng Thạo xong thì tôi cũng làm liều thuốc chuột cho nhẹ nợ. Cứ thế, cụ Hà ngày nào cũng lải nhải những lời khó nghe để găm vào đầu bà Lê. Mà cụ cứ nhè vào đúng lúc ăn cơm mà nói. Như vậy thì bà nuốt làm sao được. Ông Thạo chết đi, bà cứ ngỡ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau và cụ Hà sẽ thương bà hơn. Ấy vậy mà ngược lại, từ ngày ông Thảo mất, hình như cụ Hà lại được dịp hành hạ bà Lê. Cứ làm như bà là nguồn cơn của mọi sự khổ đau, xui xẻo trong cái nhà này vậy. Bà Lê buồn lắm. Cả một đời bà hy sinh vì chồng con. Đến tuổi xế chiều, con cái lại xa hết, chồng lại mất, để lại cho bà nỗi trống trải, cô đơn. Ngoài 70 tuổi đầu mà đi đâu cũng chỉ một chốc một lát là lại phải về, còn bận hơn con mọn. Một điều làm bà Lê luôn canh cánh trong lòng là ông Thảo có một đứa con riêng với cô Liên. Lúc còn sống, ông đã đối xử rất tàn tệ với bà, nhưng giờ nghĩ lại, bà lại thấy áy náy. Bà vốn là người sống tình cảm, luôn thương người, nên bà luôn lăn tăn về việc này. Chả gì thằng bé ấy cũng là con của ông Thảo, nó chẳng phải do bà đẻ ra, nhưng so ra thì nó lại là em của mấy đứa con bà. Mà trẻ con đâu có tội tình gì, tội lỗi là do người lớn gây ra. Nhưng bà không thể mở lời được, nửa vốn đang tay ra đón nhận, nửa lại thôi. Có mỗi việc này mà cũng khiến bà mất ngủ mấy đêm liền. Hễ đi ra ngoài đường mà vô tình nhìn thấy thằng bé ấy, bà lại thấy nhói lòng và giật mình thon thót. Gọi nó là thằng bé, nhưng nó cũng gần 30 tuổi rồi. Nhìn nó giống ông Thảo như đúc, nó còn giống hơn cả thằng Dũng do bà đẻ ra. Bất chợt, bà thấy nghẹn ngào và cay cay sống mũi. Sáng nay bà ra mộ thắp nhang cho ông Thảo, tay cầm theo bó hoa cúc kim cương, loại hoa mà ngày sống ông rất thích. Khẽ lẩm bẩm khấn vái, bà mong ông hãy mách cho bà một quyết định sáng suốt để làm một việc cuối cùng này, coi như bà hoàn thành nốt trách nhiệm đó cho ông. Ngồi tâm sự với ông một lúc rồi bà ra về. Ngang qua chợ, tiếng mấy người bán hàng gần đấy lại chỉ trỏ: Đấy, bà Lê kìa, bà ấy mặc đồ bà ba đẹp quá, ai bảo là hơn 70 nhỉ. Nhìn thế này đấy, cứ nghĩ bà ấy sướng lắm, nhưng hóa ra lại khổ, đúng là hồng nhan bạc phận. Cứ thế, những lời bàn tán về bà vẫn không ngớt tuôn ra. Họ khen bà là chính, họ đều nghĩ bà khổ như vậy mà tại sao bà vẫn đẹp thế. Bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, bà vừa đẹp người lại đẹp nết, khiến ai gặp và tiếp xúc với bà đều không thể nào quên. Về đến nhà, bà Lê gọi điện cho Lan. Cô cầm máy và biết bà vẫn khỏe thì mừng lắm. Tuy ở xa, nhưng hầu như một tuần cô phải gọi về cho mẹ 5-6 lần, chứ không ít. Mỗi cuộc gọi đều nói chuyện cả tiếng. Cũng tiện, vì giờ các mạng di động thi nhau cạnh tranh nên đưa ra những gói cước rất hấp dẫn. Khi đã nói chuyện với mẹ, đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, mà thấy bà Lê vẫn có điều gì đó lấn cấn. Biết ngay là mẹ có gì nó khó nói, Lan mở lời. Có gì mẹ cứ nói đi, hai mẹ con có gì mà ngại. Hay mẹ muốn mua gì để chúng con mua rồi gửi ra? Không, các con sắm xanh đồ đạc cho mẹ đủ cả rồi, mẹ không cần mua thêm gì nữa. Mẹ muốn nói với các con việc này. Con nhớ rằng thằng Quý con nhà cô Liên không? Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến nó vậy? Nó nói gì hả mẹ? Không, mẹ nghĩ dù sao nó cũng là con của bố con, là em của các con, nó không được thừa nhận kể cũng tội. Trời, chỉ nghe bà Lê nói đến đây, Lan đã biết ngay đến ý định của bà. Cô phải khâm phục cái đức tính luôn hy sinh cho người khác của bà. Bà đã gạt bỏ đi sự ích kỷ cá nhân. Mấy ai làm được như bà? Mấy ai có thể nhìn nhận con của tình địch như con của mình? Sự hy sinh của mẹ là quá lớn và đáng trân trọng. Không biết có phải là mẹ con luôn có sự tương thông mà mấy ngày gần đây Lan cũng đã trăn trở về việc này. Cứ nghĩ mẹ những lúc ốm đau chỉ thủi thủi một mình, may mà còn có dì Vân và các cậu chạy qua chạy lại, nhưng đâu để thầy phó mặc cho các cậu và dì hết được. Bổn phận làm con mà ở xa cô thấy rất có lỗi. Đã mấy lần bà nằm viện, hai chị em cô phải thay nhau phiên ra chăm sóc rồi cũng lại phải vào. Vì công việc và còn con cái cô và Hằng đâu phải ở bên mẹ mãi được. Đúng dạ Dũng lại là con trai, làm trong môi trường quân đội đâu có thể muốn về lúc nào thì về. Hơn lúc nào hết, bây giờ mẹ cần tình cảm nhất. Chỉ cần những lời động viên, chia sẻ cũng khiến mẹ khỏe thêm. Một quyết định táo bạo được cô đưa ra. Mẹ, con hiểu rồi. Hay là mình nhận thằng Quý được không mẹ? Con biết mẹ phải hy sinh nhiều, mẹ luôn phải nén đi nỗi đau, hứng chịu thiệt thòi về mình để lo chu toàn mọi thứ. Vậy nếu mẹ nhất trí, con sẽ thay mẹ làm việc này. Con sẽ nói trước với Dũng và Hằng. Tuy là hơi đường đột, nhưng con tin các em sẽ nghe ra. Với lại, nếu có một đứa ở gần chạy đi chạy lại với mẹ, thì chúng con cũng yên tâm. Mình thương nó, thì nó cũng sẽ thương mình mẹ ạ. Bà Lê thấy con gái hiểu được như vậy, thì như cởi được mọi khúc mắc bấy lâu nay. Bà biết và luôn tin tưởng Lan. Tuy là chị cả, nhưng Lan nói gì các em cũng nghe, và cô cũng là đứa con có hiếu. Tuy nhiên bà không biết rằng chính cái quyết định của mẹ con bà lúc ấy đã nảy sinh bao điều rắc rối cho bà sau này. Nhờ sự phân tích rạch ròi của Lan mà cả hai đứa em cô cuối cùng cũng phải nhất trí nghe theo sự sắp đặt của bà Lê. Được cái cả ba người con của bà đều học hành tử tế và được ông bà giáo dục ngay từ khi còn nhỏ, nên đều có sự hiểu biết nhất định. Vậy là Quý đã được gia đình bà chấp nhận từ hôm ấy. Nhưng chỉ khác mấy đứa con của bà Lê, Quý ngay từ nhỏ đã thiếu đi sự giáo dục của bố mẹ, lại dạy dỗ không đến nơi đến chốn, nên hắn được thực chất muốn ghi nhận lại gia đình của người đã sinh ra hắn, không hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm, mà thứ hắn nhắm đến lại là mảnh đất hương hỏa của nhà bà. Khi nghe tin bà Lê muốn nhận hắn để cho hắn có chỗ đi lại và biết được cội nguồn của bản thân, ngoài mặt hắn rất vui, nhưng trong bụng đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo mà chỉ những người có tâm cơ mới nghĩ được. Đầu tiên, người hắn muốn lấy lòng là bà Lê. Với tài ăn nói của mình, hắn không khó để bà tin tưởng rằng hắn là người tốt. Thậm chí bà còn thương cho hắn, vì bản thân ngay từ nhỏ đã thiệt thòi. Nay thấy hắn đã có vợ, con, lại chí thú làm ăn, bà cũng mừng lắm. Có cái gì ngon cũng dành cho vợ chồng hắn. Các con cái của bà cũng rất thương đứa em út này. Cụ Hà là người mừng nhất trong chuyện này. Cụ nghĩ có thêm đứa cháu cũng tốt. Hơn nữa thằng Quý lại rất biết cách chiều ý cụ. Trước đây thi thoảng đi ăn sáng, nó cũng trả tiền cho cụ. Ngày ông Thảo còn sống, nhiều lần ông cũng muốn nhận nó, nhưng ông lại tham lam, muốn nhận cả mẹ lẫn con. Mà điều này thì bà Lê và mấy chị em Lan làm sao mà chấp nhận được. Nay tự dưng lại thấy bà Lê đề xuất việc nhận lại giọt máu của ông Thảo, thì bà mừng như bắt được vàng. Cụ Hà suy nghĩ trong bụng rằng nếu có thêm thằng cháu này, cụ sẽ có thêm đồng minh để ra sức ép với bà Lê. Bà sẽ phải nghe theo những sắp xếp và toan tính của cụ. Một hôm vợ chồng Quý xuống nhà đón bà cụ Hà lên nhà ăn cơm. Khỏi phải nói bà cụ vui thế nào. Trong bữa ăn hôm ấy, vợ chồng Quý chăm sóc cụ Hà nhiệt tình lắm. Lại còn có cả Liên, này cũng ngoài 50 tuổi. Những lời tỉ tê như rót mật vào tai, làm cụ Hà mụ mị. Đứa cháu gần ngay đây mà sao giờ cụ mới nhìn ra. Nó tình cảm và thương cụ như thế cơ mà. Nó hơn hẳn mấy đứa cháu của cụ. Chưa bao giờ cụ được một bữa cơm ngon miệng như thế. Thằng Quý rất biết lấy lòng cụ đúng thời điểm như vậy. Vợ chồng nó còn thi nhau gắp thức ăn đầy bát cụ, lại còn xé từng miếng thịt gà cho cụ nữa. Cảm động đến rưng rưng, cụ Hà lên tiếng. Bà thương mày lắm, tiếc là chả có gì để cho cháu cả. Bố cháu thì chả may mất rồi. Thấy thế, liền mới nói đế vào. Con thấy nhà mình đất rộng như thế, một mình cháu Dũng làm sao mà ở hết được. Cháu nào cũng là cháu cả. May mà bà vẫn còn sống thì cháu nó vẫn được nhờ. Bà thương con, thương thằng cháu khốn khó này. Bà cắt cho nó một ít đất để cháu nó làm gian nhà, gian cửa, cho cháu nó đỡ tuổi bà. Mà ở gần, nó lại càng có điều kiện chăm bà. Thấy cụ Hà vẫn đang yên lặng suy nghĩ, thằng Quý lại đế vào. Bà ơi, nhà mình cả nghìn mấy trăm mét vuông. Anh Dũng lại có nhà to đùng trên cửa khẩu Lào Cai rồi. Các chị cũng ở trong Sài Gòn, giàu có hết. Có mỗi cháu là nghèo thôi. Bà cắt cho cháu ít đất, cháu xuống làm tiện, chăm bà luôn bà ạ. Bây giờ, nghe có vẻ bùi tai, cụ Hà mới nói. Bà cũng nghĩ rồi, cũng muốn cho cháu một ít lắm. Nhưng ngặt một nỗi, sổ đất đều mang tên anh nó cả. Với lại, bà còn nại nghe mẹ Lê, không biết nó có đồng ý không. Quyền quyết định lớn nhất trong nhà là bà, chứ chị Lê làm gì có quyền ạ. Mà theo con, thì thằng Dũng cũng là con anh Thảo, mà thằng Quý cũng là con anh ấy. Hai đứa đều có trách nhiệm thờ cúng gia tiên. Mà bên trọng bên khinh như vậy thì không công bằng bà ạ. Còn sợ nếu để đất cho một mình anh Dũng thì dân làng họ cũng cười cho. Với lại bà cho cháu chứ có cho người ngoài đâu mà sợ. Vậy để bà về bàn với mẹ nó xem thế nào nhé. Con thấy tủi thân cho cháu nó quá. Là con anh Thảo bằng thật, ai nhìn cũng bảo lột ra. Nhìn thằng Quý còn giống anh ấy hơn cả thằng Dũng. Cụ có công nhận không? Thế mà lúc bố chết chẳng còn được chịu tang. Bà Liên đánh cú quyết định. Trước khi hạ cục cụ Hà, bà ta còn ỉ ôi khóc lóc, ra chiều tủi thân lắm. Đúng là gái già lắm chiêu mà. Thấy bà cụ có vẻ xuôi xuôi, bà còn ôm lấy cụ ra chiều tình cảm lắm. Đoạn, bà ta quay sang con trai mà nói. Con bảo với cháu rồi, các anh chị nó di xa, mày phải có trách nhiệm trông nom, chăm sóc bà nội. Vì giờ chỉ còn mỗi bà thôi. Với lại chị Lê, con thấy sức khỏe cũng yếu. Nay ốm mai đau. Con cái thì ở xa hết. Thì thoảng lại gửi cho mẹ ít tiền. Nhưng tiền đâu phải là tất cả. Tình cảm mới là quan trọng bà ạ. Rồi mai đây cháu Quý, nó sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà và cụ. Như vậy là tiện nhất. Quả là bà Liên đúng là có tài uốn ba tấc lưỡi. Khiến cụ Hà thấy có lý lắm. Cụ nghĩ bụng. Chả gì nó cũng là cháu mình. Cho nó đất nó xây nhà dưới ấy thì mình cũng có tiếng nói hơn. Còn mẹ Lê cấm có cậy thế được. Hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, vợ thằng Quý còn đùm cho cụ một túi đầu ăn mang về. Chúng nó đã bàn mưu tính kế cả rồi. Mẹ nó nói cụ Hà khó tính. Hiện tại quyền sinh, quyền sát vẫn nằm trong tay cụ. Bà Lê không thể qua mặt cụ mà dành hết đất đai cho con trai mình được. Trước khi tiễn cụ ra về, bà Liên còn nhốt lại một câu. Tất cả đều trông vào cụ ạ. Cụ về nói với bà dưới ấy thế nào, cho khéo khéo bà Lê chửi thằng Quý thì tội cho cháu nó lắm cụ ạ. Khổ, thiệt thòi từ bé. Có ông bà, có bố mà chả dám nhận. Được rồi, chị cứ để đấy tôi. Việc này phải từ từ, không nóng vội được đâu. Mẹ con bà Liên khấp khởi mừng trong bụng. Vì phép này kiểu gì con trai bà chả được chia một mảnh đất. Vì thực ra mấy năm nay nhà đất cũng đắt lắm. Xã nhà bà lại có chợ, buôn bán được. Mảnh đất nhà cụ Hà giờ có thể nói là to rộng nhất xã. Vì nhiều nhà có đất, nhưng con cái đông, họ cũng phải cắt ra chia cho con hết. Duy chỉ có nhà cụ, vì chỉ có mình ông Thảo. Ông Thảo lại đẻ được mỗi anh Dũng, nên không phải chia năm xẻ bảy cho ai. Con bà mà nhảy vào đó được thì đời có mà lên tiên. Thời đại người khôn của khó, khối nhà anh em đánh nhau về đất. Cha mẹ con cái lìa mặt nhau cũng vì đất. Ở đây, một lô đất trong làng mà đường rộng lại ngõ ngách thông nhau như nhà cụ Hà thì phải 400 triệu trên 100 mét vuông họ mới bán. Chỉ cần cụ Hà đồng ý chia cho thằng Quý Năm 7 mét chiều ngang thôi, còn chiều dài kéo hết đất nhà cụ phải gần 50 mét. Hai ngõ thông nhau, gọi như cánh buôn đất là hai mặt tiền. Đúng là có mơ cũng không được. Kiểu này mẹ con bà phải tranh thủ nịnh bà cụ Hà thật nhiều mới được. Sáng hôm sau, khi thấy bà Lê đang quét nhà, cụ Hà mới lên tiếng. Bà quét nhà xong rồi, ngồi xuống đây tôi nói chuyện. Có việc gì thế cụ? Thì bà cứ quét nhà xong đi, rồi tôi nói. Thấy mẹ chồng mang nét mặt hình sự như vậy, bà Lê biết là có chuyện. Quét vội cái nhà xong, bà đi lên. Lúc này, cụ Hà mới nói giọng thủng thẳng. Tôi tính thế này, đằng nào bà cũng nhận thằng Quý rồi. Nó là con thằng Thảo, có chối cũng không được. Nhà này con cháu đều ở xa, mỗi khi ốm đau chả biết trông cậy vào ai. Chỉ có nó, thôi thì... Cụ cứ nói đi, con đang nghe. Có hai mẹ con có gì mà cụ ngại. Được rồi, tôi nói thẳng nhé. Tôi thấy nhà mình đất rộng, lại có mỗi thằng Dũng là cháu trai. Này nhận thêm thằng Quý nữa. Nó cũng là giọt máu của thằng Thảo, cũng là cháu trai của nhà này. Nên tôi định sẽ cắt ra cho nó một ít đất để nó làm nhà dưới này, tiện chăm sóc cho bà, cho tôi. Quyết định của cụ Hà làm cho bà Lê điếng người. Đúng là điều này bà hoàn toàn chưa nghĩ đến. Với lại việc nhìn nhận thằng Quý là giọt máu của ông Thảo với việc này là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bà không thể quyết định được. Nhưng nghe cụ Hà nói thì như thể cụ đã quyết định tất cả. Việc nói ra với bà hôm nay chỉ là thông báo mà thôi. Bà Lê mới từ tốn đáp. Thế này cụ à, việc cụ vừa nói con cũng chỉ biết vậy. Cái này không thể một sớm một chiều mà quyết định ngay được. Hơn nữa trước đấy, đất đai các cụ đã sang tên cho vợ chồng con. Mấy năm trước chúng con đã sang tên cho cháu Dũng. Cháu nó là người đứng tên trên sổ đỏ nên phải hỏi ý kiến cháu nó, chứ con cũng không dám quyết. Cụ Hà nghe thế thì bực lắm. Bà Lê nói vậy là không xem cụ ra gì rồi. Tức giận, cụ đập tay xuống bàn quát. Chị định qua mặt tôi đấy hả? Tôi nhắc cho chị nhớ, tôi vẫn còn sống thì mọi quyết định của nhà này vẫn là do tôi. Thằng Dũng không có quyền quyết định. Chị cũng vậy. Biết điều thì vui vẻ chia thằng Quý một ít, còn không thì tôi rũ rối. Tôi chia đôi hết. Mẹ con chị cứ liệu hồn. Ơ kìa, sao cụ lại nói vậy? Cụ nói như thế không sợ cháu Dũng nó buồn à? Cái gì cũng phải bàn bạc thống nhất. Huống chi con và các cháu cũng mới nhận thằng Quý mới đây thôi. Sao không để từ từ? Cụ sồn sồn lên thế, mất hết tình cảm. Tôi quyết định rồi. Nếu chị không nói được thằng Dũng thì bảo nó mang sổ đỏ về đây trả tôi. Đất này vẫn là của tôi. Chị định vượt quyền tôi đấy à? Chị nên nhớ, chị lấy chồng thì phải theo chồng nhé. Không có thứ con dâu. Mẹ chồng nói một câu, cãi một câu. Sướng không muốn sướng lại muốn khổ à? Nó về đây, tự nhiên tối lửa tắt đèn có người chăm sóc, chả hơn là chết ra đấy, chả ai biết ư? Bà Lê nghe mẹ chồng nói mà uất nghẹn lên tận cổ. Thì ra cụ Hà đã có toan tính như vậy rồi. Thảo nào dạo gần đây, cụ cứ lên trên nhà thằng Quý suốt. Thằng bé này không đơn giản như bà tưởng. Bà biết làm gì đây? Không phải bà tiếc, không muốn cho thằng Quý đất, nhưng sự việc quá đường đột. Nó đến nhanh quá, khiến bà không kịp trở tay. Cụ Hà đúng là người có mới lới cũ. Trong mắt cụ bây giờ, chắc chỉ có mỗi thằng Quý. Đến bây giờ, bà Hà mới thấm thía câu nói. Mẹ chồng là mẹ người ta, con dâu mới thật con bà ơi. Mấy ngày sau, cụ Hà thay tính đổi, một cách chóng mặt. Nhiều lúc bà Lê hỏi, mà cụ còn không thèm trả lời. Lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa, rồi chửi xéo bà. Sáng nay không thể chịu được không khí căng thẳng này, bà đành phải gọi điện cho Dũng để kể lại cớ sự. Dũng e dè nói với mẹ. Con thì không tiếc gì đất, nhưng con cũng phải để xem thế nào đã mẹ à. Nếu Quý nó đặt nặng vấn đề vật chất quá thì không ổn đâu mẹ ạ. Chỉ sợ vội vã quá lại đặt niềm tin không đúng chỗ ấy. Vừa rồi mẹ con mình nhận Quý, họ hàng đều đã có những lời cảnh tỉnh đó sao? Bà Lê nghe con nói mà thấm từng khúc ruột. Chẳng nhẽ quyết định của mình là sai lầm ư? Cái tâm của bà chỉ muốn làm cho ông Thảo ngậm cười nơi chín suối, và bà cũng cảm thấy thanh thản. Vậy nhưng nếu cụ Hà và nhất là Quý không nghĩ vậy thì thế nào? Việc nhận Quý tưởng chừng đơn giản, nhưng không ngờ nó lại kéo theo bao rắc rối nảy sinh. Việc đầu tiên bà Lê nhận được là sự áp đặt của mẹ chồng. Cụ Lê tỏ thái độ đối nghịch hẳn với bà. Trước đây mỗi khi nói chuyện gì với bà, cụ đều gọi bà là chị, nghe thật xa lạ. Nhưng tối qua, cụ Hà đã thẳng thừng chửi vào mặt bà Hà và coi bà chỉ là hạng hoại tộc đấy thôi. Bà đau lắm. Gần 50 năm làm dâu, nhưng bà đổi lại được cái gì? Mẹ chồng không coi trọng bà, mà ngày càng coi thường và làm khổ bà. Chỉ như vậy, bà cũng cố mà nén nhịn. Nhưng đằng này, cụ quyết gạt mẹ con bà ra mà đòi giành quyền lợi cho thằng cháu chỉ mới vừa được thừa nhận cách đây ít lâu. Thì thử hỏi, bà là cái gì? Hay chỉ là cái chổi cùn khi không còn dùng được nữa? Cụ Hà sẵn sàng vứt bỏ. Nước mắt bà tuôn rơi khi thấy cám cảnh cho thân phận lẻ loi của mình mà không thể chia sẻ. Thì ra bao năm nay, bà chưa hề hiểu hết tính mẹ chồng, và bây giờ cụ Hà mới thực sự bộc lộ bản tính thật sự của mình, làm bà ngỡ ngàng đến chết sững. Bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thân thể bà dịu dã như người ốm dở, và cụ Hà sẵn sàng dội ngay gáo nước lạnh vào đó. Đang nằm úp mặt trên giường, cụ Hà lại một lần nữa tra tấn tinh thần con dâu. Thế nào, chị định làm ăn vạ đến bao giờ nữa? Tôi nói cho chị biết, mẹ con nhà chị không thể cướp không mảnh đất này được đâu. Nếu cố tình không chia cho thằng Quý, bà cháu tôi không để yên đâu. Tôi sẽ kiện đến cùng, cứ chờ đấy. Thấy bà Lê vẫn không lên tiếng, cụ Hà lại cất giọng ra giả. Chị biết điều thì khôn hồn bảo thằng Dũng mang sổ đỏ về đây, rồi mời địa chính đến đo đất chia cho em. Còn không thì đừng hòng bước chân về nhà này. Tôi sẽ lên ở với thằng Quý, không cần mẹ con chị phải lo. Tham vừa thôi, không chết chả nhắm mắt được đâu. Đến nước này thì bà Lê không còn thiết gì nữa, mặc cho cụ Hà muốn làm gì thì làm. Giọng bà uất nghẹn trong nước mắt. Cụ nói thế thì con không còn biết nói gì nữa. Thôi thì tùy cụ, muốn làm sao thì làm. Với con tình cảm mới là chính, chứ đến cái tình đã không còn thì vật chất để làm gì? Tình cảm không thể đem lên bàn cân hay đem ra đong đếm được. Huống chi mẹ con đã ở với cụ mấy chục năm, nhưng cụ coi như không thì thôi. Cụ quyết định sao cũng được. À, bây giờ chị cậy đông con nên gây sức ép với tôi phải không? Chị thử hỏi xem, có ai lấy chồng sướng như chị không? Nhà người ta đông con, chị em chồng đầy ra, rồi còn phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chị lấy con tôi có sẵn cơ ngơi bể thế như vậy. Đúng ra chị phải biết ơn, vì không phải tranh giành với ai, cũng không phải cạnh tranh với anh em nhà chồng. Chị còn muốn gì nữa? Cứ thế, từng lời của cụ Hà như cứa sâu vào da thịt của bà Lê. Cuối cùng chưa kịp chờ Dũng về, bà đã lăn ra ốm. Mấy ngày không ăn uống, thân thể như ngọn đèn trước gió lay lắt, yếu mềm. Bà lên cơn đau tim đột ngột. Vốn dĩ bà đã bị bệnh tim và cao huyết áp từ trước, nhưng đợt này do sốc quá nên bà bị tăng xông. Cũng may em trai bà là cậu Hải tự dưng thấy nóng ruột mới phóng xe vào xem chị thế nào. Tá hỏa vì thấy bà nằm thiếp thiếp trên giường. Anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ Tư. Khi bác sĩ Tư đến kiểm tra mạch đập và huyết áp, mới biết bà bị tăng huyết áp và lên cơn suy tim cấp. Bà Lê được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức. Không một ai biết nguyên do tại sao bà Lê lại bị như vậy. Dân làng cũng chỉ đồn đoán do bà hay đau ốm nên lần này chắc sức khỏe suy kiệt mới phải nhập viện. Chỉ có bà là hiểu rõ bệnh tình của mình xuất phát từ đâu, và cụ Hà cũng là người biết được nguyên do, nhưng cụ vẫn không một chút mảy may lo lắng. Chỉ khổ cho người con dâu cả, một đời lo toan trèo trống phụng dưỡng mẹ chồng, thì giờ lại nhận được kết cục khổ đau như thế này đây. Ngay ngày hôm sau, Lan cũng bay từ Sài Gòn ra để thăm mẹ. Nếu tình hình của bà không ổn thì Hằng sẽ bay ra sau. Dũng thì đã về từ đêm hôm đó. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh với một đống dây chuyền, cô ứa nước mắt thương cho người mẹ tảo tần, cả một đời không một phút lo cho bản thân mình. Hơn ai hết, cô cũng đoán ra nguyên cớ dẫn đến sự đột quỵ của mẹ mình. Bác sĩ nói do bà suy nghĩ căng thẳng quá hoặc bị sốc về vấn đề nào đó nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Tuy nhiên bệnh tình không nguy hiểm đến tính mạng vì được chữa trị kịp thời. Nhưng ông cũng lưu ý với người nhà sau này nên chăm sóc bà thật tốt, tránh để xúc động mạnh hay tức giận quá mức sẽ khiến bà đột tử bất cứ lúc nào. Bà Lê vốn đã bị tai biến một lần cách đây mấy năm. Ngày ấy bà cũng phải nằm ở Bạch Mai 20 ngày mới phục hồi được. Bây giờ chỉ cần tai biến thêm một lần nữa, e là tiên lượng sẽ rất xấu. Một là tử vong, hai là sẽ sống đời sống thực vật đến suốt đời, nếu chẳng may bị đứt mạch máu não. Lan nghe bác sĩ giải thích mà sợ run cả người. Mẹ cô hiện tại sức khỏe ngày một yếu đi, cộng với việc bà luôn suy nghĩ và mất ngủ thường xuyên thế này. Chỉ mới nghĩ đến điều đó, cô đã phải gạt bỏ ngay những ý nghĩ dại dột, cầu mong mẹ mau khỏe lại. Lạ một điều, suốt mấy ngày bà Lê nằm viện, vợ chồng Quý không một lần bước chân xuống thăm. Chỉ có hai chị em Lan là luôn thay nhau túc trực lo cho mẹ. Duy nhất một lần Quý gọi điện cho Dũng nói để Quý ở nhà lo cơm nước cho bà. Dũng cũng không phản đối. Bà Lê những ngày nằm viện thường bị những cơn đau đầu kinh khủng hành hạ. Nhiều lúc bà chỉ muốn đập đầu vào tường cho Eddie mà vơi bớt cơn đau. Bác sĩ phải chẳng dây băng đầu bà lại. Họ nói không thể cắt ngay những cơn đau đầu được, vì nếu cắt cơn ngay, bệnh sẽ chuyển biến sang một dạng khác. Đành phải cắt cơn một cách từ từ thôi. Nhờ có bác sĩ tận tình cứu chữa và được đưa đi viện kịp thời, nên bà Lê chỉ phải nằm viện mất hơn 10 ngày thì được ra viện. Nhưng lần này bà yếu hơn dạo trước. Lúc làm thủ tục thanh toán viện phí và lấy giấy ra viện, vị bác sĩ trưởng khoa đã dặn đi dặn lại chị em Lan là tuyệt đối tránh, không để cho bà đến gần ao chuông, cũng không được đi xe đạp, vì nếu đột ngột lên cơn tai biến mà gặp những điều này sẽ rất nguy hiểm. Bà Lê cũng không được xúc động mạnh, đề phòng huyết áp tăng đột ngột. Bây giờ hàng ngày bà phải uống thuốc tim mạch và huyết áp liên tục, mà ba chị em đều ở xa cả. Nhìn thấy mẹ ngày một tiểu tụy, Lan thương mẹ đến thắt lòng. Từ hôm bà Lê về nhà cụ Hà lại như hiền hẳn ra. Không, phải nói là cụ đóng kịch cực giỏi. Trước mặt các cháu, cụ làm như quan tâm đến bà Lê lắm. Nhưng đấy là khi có cả Lan và Dũng. Còn khi chỉ có mình Dũng thì cụ lại ra sức chỉ trích bà Lê. Nào là ăn không chịu ăn, tiết kiệm quá, toàn ăn cá mắm. Rồi đêm đến thì không chịu ngủ, cứ lục đục kỳ cạch cả đêm. Rồi cụ còn nói khả năng bà Lê bị tâm thần. Tất cả đều là muốn gieo tiếng ác cho con dâu mà thôi. Khổ nỗi, Dũng lại là con trai. Suy nghĩ của anh đơn giản lắm. Nghe bà nói vậy thì tin ngay. Cứ nghĩ chắc mẹ bị thế này là do không biết chú trọng đến sức khỏe, rồi nghĩ bà lẩm cẩm. Nhưng anh đâu biết, đó là cái ly gián của cụ Hà. Từ trong sâu thẳm, Dũng nghĩ mẹ có lẽ già nên khó tính. Tất thảy anh đều tin lời bà nội mình, mà đâu có hiểu chính những suy nghĩ rất đơn giản của anh đã khiến mẹ con bà đã bắt đầu xa cách. Lan cũng chỉ ở chăm mẹ được ít hôm nữa thì cũng phải vào Sài Gòn, vì cô còn công việc. Đợt này cũng đã nghỉ cả tháng phép rồi. Dũng cũng phải lên đơn vị. Vậy là nhà lại chỉ có bà Lê với cụ Hà mà thôi. Các con đi rồi, cụ Hà không ngại ngần mà bắt nạt con dâu. Bây giờ cụ lại có thêm thằng cháu vàng, cháu bạc, hậu thuẫn, thì còn ngại gì ai nữa. Đúng là dân gian đã có câu xa thơm gần thối, quả không sai. Bà Lê từ ngày về làm dâu nhà cụ Hà thực chất chưa có một ngày sung sướng, mà hầu hết là buồn nhiều hơn vui. Thời gian trôi nhanh cứ như chó chạy ngoài đồng, bèo gái đã hết đời người. Mới ngày nào bà Lê còn là một cô thôn nữ nết na xinh đẹp, vậy mà giờ cũng đã qua mấy chục năm. Ông Thảo bây giờ cũng trở thành người thiên cổ, dù có muốn oán trách hay hờn giận cũng không được nữa rồi. Kể từ khi nằm viện đến nay cũng đã 2 tháng rồi, bà Lê chưa bước chân ra khỏi nhà. Mấy ngày vừa qua, mọi người trong làng ngoài xóm nghe tin bà đi viện đều đến hỏi thăm tận tình lắm. Họ quý cái nết ăn ở của bà nên ai cũng thương cho hoàn cảnh, mà đều rủ nhau đến chơi cho bà vui. Ấy người quên vốn dễ sống, bà giàu tình cảm như vậy đấy. Họ cứ chân chất thật thà như những hạt lúa củ khoai vậy. Hôm nay Một bà hàng xóm sang ngồi chơi với bà Lê, nhìn thấy bà tiểu tụy quá mới thốt lên một câu: khổ thân bà, ngày xưa đẹp nhất vùng, ai cũng nghĩ bà sướng lắm, ai ngờ còn khổ hơn khối người. Có mình bà làm dâu lâu nhất cái xã này đấy. Bà mà không lo giữ sức khỏe, khéo mà lại đi trước cụ Hà đấy. Có lẽ bà kia nói cũng chẳng có ý tứ gì đâu, nhưng cụ Hà ở trong buồng thì nghe hết không sót một từ nào. Ai đến nhà chơi với bà Lê, cụ đều để ý xem người ta có nói gì mình không. Ngoài ra, cụ còn săm soi xem họ còn cho bà Lê những gì. Khổ, bà Lê ốm mà cũng không yên nổi với cụ. Tối hôm đó, cụ Hà lại mát mẻ con dâu: này, tôi nói cho chị biết nhé, chị chơi với ai thì chơi, chứ cái đám đến chơi với chị mấy ngày nay toàn người vô công dỗi nghề. Chuyện nhà không lo, đi lo chuyện thiên hạ. Tôi có vay mượn hay xin gì của người ta đâu mà chúng nó xỏ xiên. Từ sau mà còn như vậy, tôi tống cổ đấy. Ơ kìa cụ, họ có nói gì xúc phạm cụ đâu mà cũng nghĩ ngợi nhiều thế. Còn chẳng nghĩ gì thì thôi, tại sao cụ cứ suy nghĩ, suy cái này ra cái kia làm gì cho đau đầu ra vậy? À, chị đừng cậy mình ốm đau mà mở mồm ra cãi chảy cãi cối với tôi nhé. Nhà tôi có gia giáo, có nóc đàng hoàng, chứ không phải họ nhà tôm cứt lộn lên đầu mà chị muốn làm gì thì làm nhá. Hay chị nghĩ tôi sắp xuống lỗ rồi chị không coi tôi ra gì nữa? Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này hả giời? Kiểu này, khéo tôi phải làm liều thuốc chuột mà uống cho chết luôn thì chị mới vừa lòng phải không? Bà Lê lúc này thở không ra hơi, vì không nghĩ cụ Hà lại buông lời cay độc đến vậy. Bíu tay vào cạnh bàn, bà nói giọng đứt quãng: thôi con xin cụ nói gì thì nói, cụ có ghét con thì ghét, nhưng đừng đổ tiếng ác cho con như thế, phải tội đấy. Chị không nuôi được tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải gây sức ép như vậy? Chị nên nhớ là tôi không thiếu gì cháu nhá. Con trai tôi chết, tôi biết kiểu gì cũng có ngày chị đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi phải ăn nhờ chị là nhục nhã lắm rồi. Nếu chị không nuôi được tôi, chị cứ nói thẳng một câu, để tôi lên tôi ở với cháu tôi, đỡ ngứa mắt chị. Cả ngày hôm ấy, cụ Hà luôn va thúng đụng nia và ngấm nguýt bà Lê đủ kiểu. Cụ làm mình làm mẩy, như thể đến chết đến nơi. Bà Lê đành phải nút tai, coi như không nghe thấy gì. Bây giờ chỉ cần bà xúc động mạnh quá hoặc uất ức lên thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Các con bà đâu thể lúc nào cũng về chăm mẹ được. Các em bà cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng chăm chăm lo cho chị được. Đúng là chăm dâu đổ đầu tằm. Dù bà có tốt đến đâu thì với cụ Hà bây giờ, bà cũng như một tấm gương mờ rồi, không thể nào thay đổi được. Cám cảnh cho bản thân mình, nước mắt bà lại lạng trã tuôn rơi. Tối đó vợ chồng Quý xuống chơi, vừa thấy cháu đến, cụ Hà liền cất giọng than trời trách đất: ôi giời ơi, bà khổ quá cháu ơi. Người ta kiếm cớ để đuổi bà đi đây mà. Khổ thân tôi chưa? Chồng chết, con lại chẳng may vắng số, để lại mình tôi thân cô thế cô. Ai nói gì mà trả được, cho ăn gì thì biết thế thôi. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt rồi. Thôi thì số phận tôi nằm trong tay chị rồi. Chị cho tôi sống thì được sống, bắt chết thì phải chết thôi. Vô phúc quá. Quý thấy cụ Lê nói vậy thì tỏ ra quan tâm: sao bà lại nói vậy? Bà không việc gì phải chết, bà còn có chúng cháu nữa mà. Không thì bà ở lên ở với cháu. Vợ chồng cháu nghèo nhưng sống tình cảm, rau cháo chẳng lẽ lại không nuôi nổi bà à? Như thế thì rõ quá còn gì. Bà Lê vừa mới ốm xong mà lại bị đả kích như thế này, không tăng sông mới là lạ. Cụ Hà luôn mong muốn đòi quyền lợi cho đứa cháu mà cho cụ là thiệt thòi. Đứa cháu mà chị mới được nhìn nhận mới đây, nhưng lại được cụ thương không để đâu cho hết. Còn bà Lê, tuy được cụ cưới về hẳn hoi và đã làm dâu nhà cụ gần 50 năm, thì cụ chả coi ra gì hết. Chả bù cho lúc cụ ngã gãy chân, què cẳng, bò lê bò lết, thì chỉ có mỗi mình bà Lê chăm lo cơm cháo. Khi ấy thì chả thấy cụ nói năng gì, nhưng khi xong chuyện thì cụ quên nhanh thế. Thật khổ thân cho bà Lê. Thế mới biết người xưa thường nói: mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Thật đúng với cái cảnh của bà hiện nay. Cũng lâu rồi ông thân không về quê, dậy đến mấy năm rồi, vì nhà ông đã làm nhà trên phố và theo con lên trên đó. Hai thằng con trai ông cũng đều đã có gia đình. Cả hai đều được ông bà mua cho mỗi đứa một căn nhà trên thành phố. Giờ chúng có con mà hai anh em đều phải đi làm cả. Thành ra phải điều ông bà lên trông cháu. Ông thì trông con cho nhà thằng cả. Bà Tân giờ cũng nghỉ hưu thì trông đứa cháu cho thằng thứ hai. Được cái con thằng cả là con trai. Thằng bé cũng đã 3 tuổi nên ưa khám phá và nghịch ngợm lắm. Hàng ngày ông đưa nó đi nhà trẻ, chiều đón về. Trưa hai vợ chồng chúng nó đều ăn ở cơ quan nên có một mình cũng dễ. Đứa con dâu cũng tinh ý nên đều mua sẵn đồ ăn từ hôm trước để trong tủ cho bố chồng. Việc ăn một mình cũng đơn giản, thành ra ông chỉ cần loáng một tí là xong. Vì hai thằng mua nhà ở hai chỗ khác nhau, đứa nọ cách đứa kia tầm hơn 2 cây số. Mới đầu bà Tân cũng bảo ông buổi trưa chịu khó phóng xe sang nhà thằng út để bà nấu cho mà ăn. Nhưng ông không thích. Nói trắng ra là vì ông không hợp bà Tân nên ông cứ muốn tránh xa được bà chừng nào hay chừng ấy, đỡ rắc rối. Nhớ có lần bà Lê gọi điện hỏi thăm ông. Bình thường ông hay chủ động gọi cho bà, nhưng bữa đó buồn bà lại bấm gọi thử. Vô tình ông lại vứt máy ở nhà mà đi ra ngoài uống nước với mấy ông bà đầu ngõ. Thấy chuông reo, bà Tân mới ngó vào thì thấy một số lạ không được lưu trong danh bạ. Cầm cái điện thoại lên ấn nghe thì đầu dây bên kia im lặng. Bà máu 6 cơn, bà thét vào trong máy. Mày là con nào đấy? Tại sao lại gọi vào máy chồng tao? Nói đi, mày là con nào? Đầu dây bên kia cúp máy. Bà Tân điên lắm, nghĩ bụng không biết con nào lại gọi vào máy ông thân thế này. Đột nhiên bà tối sầm mắt lại khi nghĩ đến một người. Miệng bà lẩm bẩm: sao mày không chết đi? Mày cứ như bóng ma ám tao bao nhiêu năm thế? Cũng vì mày mà mấy chục năm nay tao không được hạnh phúc. Chỉ có mày thôi, tao căm thù mày. Bà cứ lẩm bẩm như thế, định bụng đi ra ngoài ngõ gọi ông thân về để làm cho ra ngô ra khoai việc này, thì nhìn ra cửa thấy ông cũng vừa về đến đó. Nhìn ông với khuôn mặt hầm hầm, bà nói mà như gào: ông vào đây cho tôi hỏi, mau lên. Có việc gì mà bà lại nổi cơn tam bành lên thế? Còn việc gì à? Điện thoại của ông đây. Ông nói với con đĩ kia là đừng hòng mà hẹn hò được nhau nhé. Báo cho ông biết, khi tôi vẫn còn ở đây thì đừng con nào bước chân vào được cái nhà này. Tôi mà điên lên tôi giết đấy. Bà điên rồi. Tính bà không bao giờ bỏ lỡ cái tật ghen bóng ghen gió. Bà đừng để tôi phải ở riêng và không thèm nhìn mặt bà nữa nhé. Muốn yên thân thì hãy để cho tôi được sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng là oan gia mà. Ông nói cái gì? Ông nói ai là oan gia hả? À, thì ra bao năm nay không lấy được nhau nên vẫn cứ thập thà thập thụt đi lại với nhau hả? Bây giờ thì dễ quá rồi. Một bên là chồng chết, một bên là chán vợ. Sao không hẹn nhau xuống Hoàng Tuyền luôn đi? Trời ơi, sao tôi khổ thế này hả trời? Bà Tân cứ thế cứ gào lên, chu chéo suốt cả ngày hôm ấy. Có lẽ sự ghen tuông đã ăn vào máu của bà ta rồi. Hồi nãy khi ông thân chưa về, bà đã xóa vội cái số máy vừa gọi cho chồng bà. Giờ nghĩ lại, bà mới thấy ngu. Đúng ra là mình cứ để đó điều tra xem có phải là số của con đĩ kia không. Thế mà lại xóa mất rồi. Điền thế không biết. Từ hôm đó trở đi, ông bà xảy ra chiến tranh lạnh luôn. Bà còn canh ông cả những lúc ngủ nữa. Cứ động thấy ông cửa mình là bà lại chì chiết. Nào là lại nhớ nó rồi hả? Nằm với vợ mà cứ tơ tưởng đến người dưng, không sợ có tội với vợ con à? Bực quá, ông đem gối ra ghế sofa ngủ. Sáng ra, anh con út thấy vậy thì đoán ngay ra bố mẹ có chuyện. Mà anh lại ngại không dám hỏi bố. Hỏi mẹ lúc này thì không tiện, vì mẹ có tính hơi tí là tanh bành ra. Không muốn để vợ hiểu lầm nên khi đến công ty, anh hẹn anh cả khi về ra quán cà phê, hai anh em nói chuyện. Vừa kéo ghế ngồi được khoảng 5 phút thì thằng con trai út của ông thân thấy Thiện, anh trai mình, đang đi đến. Nói sơ qua tình hình cho anh trai nắm được. Lúc này Thiện mới trầm ngâm nói: anh thì đoán được chuyện này lâu rồi. Bố mẹ thực ra chỉ sống với nhau về bổn phận và trách nhiệm thôi, chứ không yêu nhau. Chính xác ra là chỉ có mẹ yêu bố, còn bố không hề yêu mẹ. Sao anh lại nói chắc chắn thế? Anh biết chuyện gì à? Thực ra em thấy mẹ hay ghen lung tung, mà bố cũng đâu có tơ tưởng đến ai, mà mẹ cứ thế làm gì cho khổ ra nhỉ? Anh chưa tâm sự với bố lần nào về chuyện này, nhưng từ ngày có gia đình lại sống bên cạnh nhà bà chị dâu tâm lý của em thì em cũng vỡ ra được nhiều điều. Có vẻ bố có nỗi khổ riêng thì phải. Để từ từ anh thử tìm hiểu xem thế nào. Ừ, em thấy anh hợp bố. Anh phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xem thế nào. Nhưng em thấy bố mẹ hễ cứ ở gần nhau là khắc khẩu anh hả? Anh cũng định bàn với em, hay là để anh đón bố sang bên nhà sống với vợ chồng anh, còn mẹ vẫn ở bên em được không? Hôm qua anh cũng mới nói việc này với chị Hương vui lắm. Dạ, thế thì anh phải dò ý bố xem bố thế nào. Trái ý các cụ là mệt lắm. Được rồi, anh đã có cách. Mà anh này, anh có thấy lạ không? Từ dạo bố về hưu đến giờ, có những lúc bố toàn nhốt mình trong phòng riêng, cứ như bố không muốn bị ai làm phiền ấy. Em nói anh mới nhớ, ngày còn ở quê, có lần dọn phòng, thấy phòng đọc sách của bố quên khóa cửa anh vào. Thấy trong tủ cá nhân của bố có mấy cuốn nhật ký và cả một cuốn album. Thế anh có phát hiện ra được cái gì lạ không? Anh mới chỉ lật qua, lướt được mấy trang ở trong. Hình như... À đúng rồi, nếu anh nhớ không nhầm thì bố viết về một người con gái, mà còn có cả thơ nữa. Những câu thơ tình rất hay. Anh còn thấy trong ấy có mấy bức ảnh nữa. Ảnh của mẹ à? Chắc ngày xưa bố mẹ yêu nhau tình cảm lắm, nên mẹ mới ghen thế chứ nhỉ? Em lầm rồi. Đó không phải là mẹ. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng đó là ảnh đen trắng, nên anh không nhận ra ai. Với lại cũng mấy chục năm rồi. Thôi thế thì đúng rồi. Đích thị người ấy là người yêu cũ của bố đấy anh ạ. Chắc những cuốn nhật ký ấy bố viết cho người ta. Mà lạ nhá, hình như mẹ không hề biết về sự hiện hữu của nó. Sao anh không lấy thử xem? Anh cũng có để ý mấy lần, nhưng đó là lần duy nhất bố để quên chìa khóa. Với lại là con trai, ai mà tò mò mấy chuyện ấy. Vậy là bố luôn có một khoảng trời riêng, trong đó là thế giới riêng của bố mà không ai có thể bước vào. Hại não rồi nha. Thế chả nhẽ bố lấy mẹ không phải vì tình yêu hả anh? Em không tin. Không tin cũng phải tin thôi em. Thời bố mẹ khác chúng ta. Ngày ấy bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Có yêu đương gì đâu mà nhiều gia đình vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi. Nhưng điều anh thắc mắc chính là câu hỏi: người phụ nữ ấy là ai? Hai anh em chia tay nhau, mỗi người về một hướng. Cả hai tuy là con trai nhưng đều được giáo dục từ nhỏ nên rất quý trọng tình cảm. Ai cũng sợ cha mẹ đổ vỡ. Những chuyện như này đúng là đàn ông xử lý tình huống kém phụ nữ nhiều, nhưng đâu thể chia sẻ những chuyện cơm không lành, canh không ngọt của bố mẹ cho vợ nghe được. Buổi tối ông Thân ăn rất ít, hầu như ông chỉ ăn cho có lệ rồi buông đũa. Thấy bố buồn, cô con dâu hỏi: Ông nội sao nay buồn thế hả? Hay ông không khỏe, để con lấy thuốc cho ông uống nhé. Ông thấy trong người mệt chỗ nào? À không, bố chỉ hơi mệt chút thôi. Không sao đâu, con đừng lo cho bố, cứ ăn cơm đi. Bà Tân ngồi bên ghế đối diện, chợt hứ dài một tiếng, đưa đôi mắt hình lưỡi lê liếc xéo ông Thân. Có lẽ nếu không có mặt hai đứa con, chắc bà đã lại ca cho ông một bài rồi. Ông Thân đi lên sân thượng, bận điện nhìn mấy khóm hoa hồng nhung đang độ khoe sắc. Bên cạnh, một cây hoa hồng bạch chỉ nở đúng một bông đơn điệu giữa đám lá cành gai góc. Bông hoa lẻ loi nhưng vẫn tỏa mùi thơm dịu nhẹ và khoe ra vẻ đẹp rực rỡ. Nhìn đóa hoa, ông khẽ đưa tay vuốt nhẹ và cúi xuống tận hưởng mùi hương thoang thoảng. Bất chợt ông lại nhớ tới một người. Người ấy cũng rất yêu hoa, nhất là hoa hồng. Nhớ ngày xưa, thời đó còn khó khăn lắm nên chả mấy mà trồng hoa, ăn còn chả đủ, huống chi nghĩ tới tình thân. Ấy nhưng ở cạnh nhà ông lại là của cụ Khả, thì lại trồng rất nhiều hoa, chủ yếu vẫn là hoa hồng. Vì biết người ấy yêu hoa nên có một hôm để ý thấy nhà hàng xóm đi vắng hết, ông mới leo rào vào hái trộm được mấy bông hoa hồng. Đến lúc ra chả may bị con chó nhà cụ Khả phát hiện, mới đớp cho ông một miếng. May mà ông chạy kịp nên cú đớp chỉ bị chảy ra chân chút xíu. Giờ tưởng tượng ra khuôn mặt rạng ngời của người ấy, ông vẫn không thể nào quên được. Nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều như hạt bắp, với đôi má núm đồng tiền yêu ơi là yêu. Nghĩ đến đây, ông chợt mỉm cười, nhưng nụ cười lại tắt lịm. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy người ấy. Lâu rồi ánh mắt, nụ cười, giọng nói đã thu hút hồn ông bao năm. Cái dáng người thanh mảnh với cái lưng ong dịu dàng ấy đã theo ông đi suốt nẻo đường chiến dịch. Vậy mà số phận đã chia cắt hai mảnh đời, hai thân phận giờ chia ly đôi ngả. Ông vẫn đây, còn Lê đâu rồi? Đã nhiều lần tự dặn mình hãy quên đi Lê đi, để cả bà và ông đều bớt đau khổ. Nhưng ông lại không thể. Càng bảo quên thì lại càng nhớ thêm. Đúng là khi đã yêu thì nó khổ thế đấy. Biết là không đem lại cái gì, nhưng vẫn không yêu hết. Bây giờ ông mới thấm thía câu nói của một nhà thơ nào đấy: yêu là chết ở trong lòng một ít, là muộn phiền che giấu ở trong tim, là tình yêu anh để tận đáy lòng, dành cho em cả khi không còn nữa. Ông đã bỏ quên mình bao nhiêu năm. Cả khi nghỉ hưu, ông cũng không được sống cho riêng mình. Tất cả cũng là vì các con. Ông không muốn chúng phải mang mặc cảm là mẹ bị bố bỏ. Thôi thì hy sinh bản thân để giữ cho con một nếp nhà vậy. Đang suy nghĩ miên man, chợt Thắng đi lên gọi khẽ làm ông giật mình. Bố, bố có tâm sự gì mà lên sân thượng ngắm hoa tối thế này ạ? Mà sao hôm nay bố ăn ít thế? À, bố hơi mệt nên muốn lên đây hít thở không khí cho đầu óc thư thái một chút con ạ. Vâng, vậy bố nhớ xuống đi ngủ sớm bố nhé. Ở trên này lâu, xương xuống độc lắm đấy. Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi hai đứa con tuy là con trai nhưng chúng rất tâm lý và hiểu chuyện. Tiếc là chúng không phải là chỗ để ông trút bầu tâm sự. Sáng hôm nay ông dậy sớm, phần vì đêm không ngủ được. Đọc mấy trang báo xong, ông liền lấy xe máy phóng ra ngoài quán cà phê đầu ngõ. Đây là thói quen mỗi khi ông buồn. Hơn nữa quán này ông thấy phù hợp vì không gian thoáng đãng, yên tĩnh, rất hợp với những người như ông. Quán đang mở một khúc nhạc Trịnh Công Sơn, bài Em Còn Nhớ hay Em Đã Quên. Nghe sao mà giống tâm trạng của ông lúc này thế không biết. Giở điện thoại ra, bấm số mấy lần, nhưng hễ định bấm OK để thực hiện cuộc gọi, ông lại thôi. Nhưng sao bỗng dưng ông thấy đầu óc bất an thế này? Không tự chủ được, ông lại đưa tay lên bấm số. Nhưng con số quen thuộc, ông đã thuộc nằm lòng. Tiếng chuông chậm rãi đổ như thách thức lòng kiên nhẫn của ông. 1, 2, 3, liên tục tiếng tút dài, nhưng không có người nghe máy. Bấm lại lần nữa. Lần này ông liền cầu trời cho người đầu dây bên kia trả lời. May là có tiếng trả lời. Ông vừa hồi hộp, vừa vui mừng chờ đợi. Alo, ai đấy ạ? Không phải là cô ấy. Nghe giọng ông biết ngay, nhưng vẫn lấy hết sức tử tốn hỏi. Dạ, làm ơn cho tôi hỏi, có phải số máy của bà Lê không ạ? Vâng, đây là số máy của chị Lê em. Thế bác là ai thế? Tôi là người nhà. Cô làm ơn cho tôi gặp bà Lê chút được không? Dạ, chị Lê em đang chuyển nước ạ. Bác tên gì để em nói lại? Bà ấy làm sao mà phải chuyển nước vậy cô? Bà Lê đang ở viện hay ở nhà ạ? Dạ, chị em đang ở nhà. Mới ra viện được ít hôm, giờ mệt lại nên phải chuyển nước ạ. Vậy cô có phải là cô Vân không? Dạ không ạ, em là em dâu của chị Lê. Chị Vân em lên hôm qua về rồi bác ạ. Vâng, cảm ơn cô. Rồi ông thẫn thờ cúp máy. Không biết người đầu dây bên kia cũng đang thảm thốt. Vì mắt cũng phải đeo kính mới nhìn được tên, nên sau khi nghe xong, chị này cầm điện thoại vào đưa cho Lê. Đón lấy chiếc điện thoại trên tay em dâu, bà Lê cất giọng mệt mỏi. Ai gọi vậy mợ? Em không nhìn rõ, để em lấy kính đọc xem nhé. Đưa cái kính lên, bà em dâu mới đọc to hai chữ ông thân cho bà Lê nghe. Mới thấy hai từ này, bà Lê thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nén xúc động đang dâng lên ở trong lòng, bà khẽ nhắm mắt để ngăn đi dòng lệ như sắp trực trào ra. Bên này ông thân cũng run rẩy. Lặng lẽ Lê bước đến tính quẩy, tính tiền. Vậy là người ấy lại bị bệnh rồi. Nhưng lúc như thế này, ông lại thấy lòng mình quặn thắt, lực bất tòng tâm, vì không thể làm gì khác được. Muốn lao ngay về thăm bà, nhưng ông lại sợ không biết có phiền gì cho bà không. Giờ chắc cũng có nhiều người thân ở bên bà lắm. Liệu sự hiện diện của ông lúc này có làm bà khó xử? Nhưng ngồi yên một chỗ thì ông không chịu được. Ông phải làm gì đây? Đang loay hoay không biết nên thế nào thì có tiếng gọi quen thuộc sau lưng. Ơ bố, bố cũng vào quán này à? Con cũng thích không gian của quán. Bố vào đây với con đi. Sáng nay con được nghỉ. Thì ra đó là Thiện, con trai lớn của ông. Sao nó lại biết ông ở đây mà vào nhỉ? Ông nghĩ chắc không phải là do tình cờ, nhưng cũng nghe con bước lại vào trong quán. Khi đã yên vị, Thiện mới cất tiếng. Con xin lỗi bố vì đã nói dối. Thực tình con biết bố vào đây từ nãy. Con biết bố đang có chuyện buồn. Con muốn chia sẻ với bố được không bố? Cảm ơn con, nhưng bố mắc bệnh buồn vu vơ của người già ấy mà. Con đừng bận tâm. Biết nếu cứ tháo như thế này mãi, anh khó lòng mà bắt ông mở lời ra được. Đành phải liều thôi. Con nói bố đừng trách, nhưng con rất thương bố nên mới luôn muốn được chia sẻ với bố. Bố hãy coi con như một người bạn trẻ tuổi đi. Bố yên tâm, chuyện hai bố con mình tâm sự sẽ không có người thứ ba biết đâu. Con không nói với mẹ đâu ạ. Chuyện của bố dài lắm. Nếu con thực sự muốn biết thì bố sẽ nói. Con cứ hỏi đi. Dạ, bố cho con xin lỗi nếu những câu hỏi con nêu ra làm bố giận. Bố, có phải bố không yêu mẹ con phải không? Thấy con trai hỏi thẳng như vậy, ông thân do dự một lát rồi trả lời. Con cũng thông cảm cho bố, vì những câu trả lời của bố sẽ làm con thất vọng và buồn. Nhưng đó là một câu chuyện về cuộc đời của bố. Hoàn toàn thật. Bố không yêu mẹ con. Nói đúng ra trong cuộc đời của bố, từ khi bắt đầu yêu cho đến bây giờ và mãi mãi, bố chỉ yêu đúng một người. Nhưng người đó không phải là mẹ của con. Người nào mà vinh dự được bố yêu nhiều như vậy? Tại sao bố và cô ấy không lấy được nhau? Chiến tranh con ạ. Nhưng nói chính xác thì chiến tranh chỉ là nguyên cớ để tạo nên sự chia ly. Còn việc bố và người ấy không đến được với nhau thì lại do một người. Hôm nay bố sẽ kể cho con nghe hết những điều đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng của bố suốt mấy chục năm nay. Cô ấy rất đẹp phải không bố? Cô ấy ở đâu và tên là gì ạ? Con nói đúng. Cô ấy rất đẹp, có thể ví như hoa hậu của mọi lứa tuổi. Cô ấy tên là Lê, Nguyễn Phương Lê. Cô ấy trước đây cùng xã và cùng sinh hoạt chi đoàn với bố. Nhưng giờ cô ấy lấy chồng ở xóm bên, trong Lê con ạ. Sao con không thấy bố nhắc đến tên cô ấy lần nào? Mà hình như mẹ cũng biết về cô Lê thì phải. Và con đoán không nhầm thì mẹ vẫn ghen với cô ấy đến tận bây giờ phải không bố? Con biết tính mẹ con đấy. Bố không bao giờ nhắc tên hay chuyện cũ trước mặt mẹ con để giữ cho không khí gia đình không bị xáo trộn. Đó cũng là cách bố tôn trọng mẹ. Nhưng mẹ con không làm được điều ấy với bố. Mẹ con luôn đào bới quá khứ. Con biết không, cô Lê chính là một người cháu họ của mẹ con. Gọi mẹ con là gì? Song từ lâu mẹ con có coi người ấy là cháu nữa đâu. Trong mắt mẹ con, người ấy chính là kẻ thù. Bố thật sự thất vọng. Trời, con không nghĩ là chuyện lại đi xa như vậy đâu. Mà sao mẹ cứ bóng ma bị quá khứ làm khổ thế không biết. Nhưng con cũng phải nể và không phục vì sự chịu đựng của bố. Bố thiệt thòi thật. Thời chúng con bây giờ phải yêu mới lấy được. Vậy mà có đôi yêu nhau tha thiết, cuối cùng lấy nhau có được khi được vài năm tự nhiên đùng đùng dẫn nhau ra tòa ly hôn. Hỏi ra thì chỉ trả lời đúng một câu: hết yêu. Mẹ và bố đúng là đồng sàng dị mộng mà vẫn sống bên nhau được mấy chục năm trời. Tuổi của bố mẹ là thời xưa cũ rồi. Người ta sống cạnh nhau vì nhiều lý do, không phải cho mình mà cho người khác. Với bố thì đó là các con. Đã chịu được ngần ấy năm thì ráng sống cho chết, chứ thay đổi làm gì nữa hả con? Sắp xuống lỗ cả rồi. Vậy bố với cô Lê còn liên lạc với nhau không? Bố đừng nghĩ con tò mò. Miễn đó là tình cảm trong sáng thì cũng chả phiền đến ai cả. Lâu rồi bố không gặp. Nhưng bố vừa mới biết cô ấy mới đi viện về. Sức khỏe cũng không được tốt. Đúng là hồng nhan bạc phận. Chồng cô Lê chết mấy năm nay rồi. Vậy thì bố càng phải đi thăm cô ấy ngay lúc này. Con hiểu bố mà. Hay bố về thay quần áo đi. Hôm nay con được nghỉ, con sẽ đưa bố đi. Không hiểu sao, khi nghe thằng con nói, ông lại không do dự gì mà tuân theo nó như một mệnh lệnh. Chỉ trong vòng nửa tiếng, ông đã chuẩn bị xong xuôi. Ngồi sau xe Thiện về thăm người cũ, trong lòng ông ngổn ngang tâm sự. Quãng đường tuy không xa, nhưng sao ông thấy nó dài đến vậy? Cầu cho người ấy chỉ bệnh xoàng thôi. Bước vào nhà Lê cùng với con trai. Lúc này chắc mọi người đến chơi cũng về hết, chỉ còn cụ Hà và Lê. Sau khi chào hỏi xong, hai bố con ông mới khẽ ngồi xuống bộ trường kỷ. Nhà rộng nhưng vắng người, bởi con gái bà Lê đã đi xa hết. Nhìn thấy thân thể người xưa giờ đã tiểu tụy, làm giọng ông nghẹn đắng. Bà Lê chắc cũng đang xúc động nên cố kìm nén dòng nước mắt đang trực trào ra. Cụ Hà thì xem chừng có vẻ không tiện nên đã rút vào buồng trong, đưa cho Lê túi quà. Thiện lễ phép nói: Bố con cháu có chút quà, mong cô nhanh khỏe ạ. Ôi sao lại thế? À mà em phải gọi chị là chị chứ, không phải gọi cô đâu, nói thế chị ngại. Là một người tinh ý, chỉ quan sát nét mặt của hai người, anh biết bố anh vẫn còn yêu bà Lê nhiều lắm. Mà phải công nhận, bà Lê rất đẹp. Tuy bà đang ốm, nhưng những nét hiện hữu trên khuôn mặt đủ nói cho anh biết trước đây gọi bà là hoa hậu cũng không ngoa. Lấy cớ đi thăm khuôn viên nhà, anh tránh đi để cho bố và cô Lê dễ nói chuyện. Nhìn thấy bà Lê như thế này, ông thân không cầm lòng được. Tuy nhiên ông không thể bộc bạch được lòng mình với bà, bởi ông biết bà, cụ Hà ở trong phòng bên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động cuộc nói chuyện ở bên ngoài của con dâu. Thành ra những câu nói của ông cũng chủ yếu hỏi thăm bà về sức khỏe và động viên bà mà thôi. Suốt quãng đường về, ông thân chìm đắm trong mớ bòng bong hỗn độn. Ông không ngờ bà Lê lại xuống dốc nhanh như vậy. Thời gian có thể làm cho bà đau khổ, đã lấy đi của bà thứ gọi là hạnh phúc, nhưng bù lại cho bà nhan sắc, thứ mà người phụ nữ nào cũng sợ khi bước vào tuổi xế chiều. Ấy thế mà tạo hóa lại ban tặng cho bà cái nhan sắc khiến cho người đối diện luôn phải ngước nhìn. Ông trời khéo chiều lòng người nên bỏ quên bà, hoặc có thể nữ thần nhan sắc vẫn dành sự ưu ái đối với bà chăng. Nhưng dù gì đi nữa, ông vẫn thấy xót xa, thương cảm khi những lúc bà ốm đau bệnh tật thế này. Dù rất yêu thương bà, nhưng ông không thể làm gì khác, không thể ở bên để chăm sóc bà, mặc dù trái tim của ông luôn muốn làm điều đó. Là một sĩ quan chính trị cao cấp, ông rất hiểu tâm lý phụ nữ. Hơn ai hết, ông biết lúc này bà đang rất tủi thân. Dòng suy tưởng của ông bị cắt ngang khi Thiện cất tiếng: Bố, con biết bố đang rất khó xử. Nếu là con cũng sẽ có suy nghĩ giống bố vậy. Con biết nếu con khuyên bố hãy làm đúng những gì bố đang ấp ủ thì vô tình sẽ có lỗi với mẹ con. Nhưng con tin bố sẽ luôn tỉnh táo và quyết định mọi việc thật sáng suốt. Con tôn trọng bố. Cảm ơn con đã hiểu cho bố. Vậy là tốt rồi, chỉ cần con hiểu là được. Nhưng bố hứa là sẽ kể cho con nghe hết về chuyện tình cảm của bố. Bố đừng đổi ý nhé. À, hay hôm nay con rảnh, bố kể cho con nghe được không? Anh thì chỉ giỏi tài thuyết phục thôi. Được rồi, vậy thì về nhà con đi, bố sẽ kể hết cho con nghe. Nhưng còn một số kỷ vật thì để lúc khác bố cho anh xem sau nhé. Vậy là câu chuyện về cuộc đời ông thân bấy giờ mới được ông kể một cách cụ thể cho người con trai mà ông rất mực tin tưởng này. Giọng ông bắt đầu đều đều cất lên. Ngày ấy nếu không có chiến tranh, rất có thể bố và cô Lê đã thành một đôi rồi. Cô ấy vừa đẹp người lại đẹp nết. Thanh niên làng trên xóm dưới theo tán tỉnh nhiều lắm, nhưng cô ấy chỉ yêu mình bố. Mà thời đó tình yêu nó trong sáng lắm. Thậm chí trong suốt những năm tháng yêu nhau, bố còn chưa dám hôn cô Lê lấy một cái, chỉ dám nắm tay thôi. Thế rồi chiến tranh xảy ra, bố lên đường nhập ngũ với lời hẹn ước khi chiến tranh kết thúc sẽ về cưới cô ấy. Bố còn mường tượng ra ngày cưới cô Lê sẽ là cô dâu đẹp nhất vùng và đám cưới sẽ đông vui nhất cho mà xem. Thế tại sao cô Lê lại không chờ được bố mà đi lấy chồng ạ? Con thấy xót ruột quá. Chuyện còn dài lắm, cứ từ từ bố kể cho mà nghe. Ngày đó bom đạn ác liệt lắm. Đơn vị bố đóng ở Khe Sanh. Hết chiến trường Khe Sanh lại tiến sang thành cổ Quảng Trị. Đơn vị hy sinh nhiều lắm. Lúc đó sự sống và cái chết gần nhau lắm con ạ. Bố còn nhớ trong một lá thư gửi về cho cô Lê, bố có ghi kèm mấy câu thơ thế này. Em ở, cũng có thể. Anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tôi đạn xé, chưa một lần được hôn. Đó đúng là tâm trạng của bố thời điểm ấy. Cô ấy biên thư dại dài lắm. Những dòng chữ mộc mạc mà bố còn nhớ đến tận bây giờ. Cuối thư cô ấy viết về một dòng rất đậm là: Anh cứ yên tâm chiến đấu, em sẽ đợi anh về. Chỉ có vậy thôi mà bố mang theo bao hy vọng. Tất cả dồn vào bầu nhiệt huyết. Không khi nào bố không nhớ đến cô ấy. Tuy vậy ngày đó vẫn còn lạc hậu lắm, chưa có phương tiện hiện đại như bây giờ. Thứ duy nhất bố còn giữ lại được của cô ấy chính là mấy bức ảnh đen trắng và một chiếc khăn tay cô Lê thêu tặng bố khi bố chuẩn bị đi bê. Vậy bố còn giữ những kỷ vật ấy không bố? Có chứ. Đó là thứ không thể mất đi của bố. Kỷ vật vô giá ấy sẽ theo bố suốt cuộc đời. Các thứ đó bố để trong phòng riêng phải không? Lúc nào bố cho con xem nhé. Được, bố hứa là không giấu con điều gì mà. Nhưng con cũng phải hứa với bố một chuyện được không? Đó là con không được nói những chuyện này cho mẹ con biết. Bố không muốn mẹ con bị tổn thương. Vâng, con hứa. Bố kể tiếp đi ạ. Những tưởng chỉ có cái chết mới chia lìa được tình cảm của bố và cô Lê. Nhưng thực ra lại không phải vậy. Chắc việc bị kẻ thù bắn một viên đạn vào người cũng không làm bố đau bằng việc này. Đó là thời gian đầu bố vẫn nhận được thư của cô Lê. Nhưng đến năm thứ hai trở đi thì im hẳn. Đúng hơn chỉ có bố gửi. Tuần nào bố cũng tranh thủ ghi thư cho cô ấy vào ban đêm. Mỗi khi im tiếng súng, những lá thư gửi đi không hề có hồi âm. Nhưng bố vẫn gửi và hy vọng. Bố chỉ thất vọng khi nhận được tin cô Lê chuẩn bị lấy chồng. Và người báo tin cho bố lúc ấy, con biết là ai không? Chính là mẹ con đấy. Nhưng sao cô ấy đã hứa đợi bố trở về mà lại bỏ đi lấy chồng hả bố? Con không hiểu. Đó là cả một câu chuyện đầy bức xúc mà mãi mấy chục năm sau bố mới biết được sự thật. Bố và cô ấy xa nhau là do một kẻ thứ ba. Chính người này đã tác động trực tiếp để những lá thư của bố không đến được tay cô Lê. Cô ấy không hiểu được vì sao bố tự dưng tự cắt liên lạc trong khi vẫn gửi thư về cho gia đình. Hơn nữa, ngày ấy con gái có thì, thời buổi chiến tranh, con gái chỉ 18-19 là lấy chồng hết rồi. Vậy mà cô ấy vẫn chờ bố trong vô vọng đến tận năm 24 tuổi mới lấy chồng. Phần nữa, bố của cô Lê trước đây cũng không được bằng lòng với bà nội của con. Hai người có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Vậy là cô Lê lấy chồng theo sự sắp xếp hả bố? Thế còn người thứ ba phá hoại cuộc tình của bố là ai thế hả? Chồng cô ấy đúng không? Sai rồi con trai. Người đó không ai khác, chính là mẹ của con. Mẹ con đã dựng lên một kế hoạch tỉ mỉ để khiến không một ai nghi ngờ. Cách đây mấy năm, trong một lần về quê ăn dỗ, bố đã được nghe một người kể lại. Đúng hơn, đó là một lời thú tội muộn màng. Cậu ấy đã thú nhận với bố rằng chính cha của cậu ta ngày ấy là người đưa thư cho xã, cũng là người được mẹ con mua chuộc. Đã đưa hết những lá thư nhận được của bố cho mẹ con, chứ không phải cô Lê. Bằng một lý do đưa ra đầy thuyết phục và nghĩ mẹ con với cô Lê cũng làm ở ủy ban, lại là dì cháu. Hơn nữa mẹ con lại nói cô Lê bảo cứ có thư của cô ấy thì mẹ cầm hộ, nên ông kia tin ngay. Ông ta cũng là người nghiện thuốc nào lặn. Mẹ con đã tác động đúng vào thứ ông ấy cần, nên dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Trời, tại sao mẹ con lại làm vậy? Thế là chính mẹ con đã trực tiếp cướp đi tình yêu của bố. Mẹ con sai rồi. Khi bố biết chuyện này thì cả bố và cô ấy cũng đã bước vào tuổi thất thập rồi. Cũng chẳng truy cứu làm gì. Thôi, đành coi là số phận vậy. Bố chỉ thương vì cô Lê lấy chồng cũng chẳng được hạnh phúc. Bố tìm hiểu thì được biết cô ấy cũng rất yêu thương chồng. Nhưng ông ta đã đạp đổ niềm tin ấy. Giờ có chê trách cũng không làm sự việc thay đổi, vì dẫu sao ông ấy cũng đã chết mấy năm nay rồi. Ôi, đúng là cô ấy khổ quá bố nhỉ. Một người đàn bà đẹp như Đa Đoan, chỉ vì một sự hiểu lầm mà cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Con thấy tiếc cho cả bố và cô Lê. Thôi, đành vậy. Giờ cũng không thể làm gì khác. Con thay mặt mẹ xin lỗi bố. Ngước đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, ông thân khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu con trai. Thiện liền ôm chặt lấy ông như đồng cảm, chia sẻ. Lát sau anh buông ông ra mà nói như quyết định. Con thấy thế này bố xem có được không? Con thấy bố mẹ sống gần nhau cũng mấy chục năm rồi. Phải nói là một quãng thời gian đủ dài, nhưng mẹ con đã không đem lại cho bố những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Nếu cứ để bố mẹ sống cùng nhau, con sợ đến một lúc nào đó sự xúc phạm của mẹ con kéo dài, bố sẽ không chịu đựng nổi. Việc này vợ chồng con cũng bàn với nhau rồi. Chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già là trách nhiệm của chúng con. Mời bố sang ở với vợ chồng con. Ban ngày bố có thể đi thăm thú bạn bè, chiều chơi với cháu. Còn mẹ con thì ở với vợ chồng chú Thắng. Anh em con cũng đã trao đổi rồi. Bố đồng ý nhé. Thì ra chúng đều nghĩ cho ông. Cũng may hai đứa con tuy là trai cả nhưng đều sống tình cảm và chu đáo. Ông cảm động đến rưng rưng. Nhưng cũng phải một tuần sau, ông Thân mới dọn về sống cùng vợ chồng, người con cả, mặc cho bà Tân luôn làm mình màm mẩy và không đồng tình. Ngay khi dọn về nhà ông Thiện, ông đã cho anh xem tất cả những kỷ vật quý báu của mình. Đó là chiếc khăn tay, vài bức ảnh của bà Lê và gần chục cuốn nhật ký. Đón từ tay bố những kỷ vật thiêng liêng của ông, anh cũng thấy xúc động. Vợ chồng anh đã chuẩn bị cho ông một phòng riêng rộng rãi trên tầng 2. Trong đó được bài trí rất gọn gàng, có tủ sách, tủ quần áo, một chiếc bàn để ông có thể đọc báo hay viết lách. Anh muốn tạo cho ông một không gian riêng để ông cảm thấy thoải mái nhất. Tuy được bố đưa cho xem những thứ đã gắn bó với ông cả đời, nhưng vì là vấn đề nhạy cảm nên anh đưa về phòng đọc sách của mình, khóa vào một ngăn tủ riêng rồi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống riêng của bố. Ngắm nghía chiếc khăn tay được giữ gìn cẩn thận nên vẫn còn lành lặn và được ướp bởi hương hoa nhài đang toát ra mùi thơm phảng phất. Nhìn vào những đường nét trên chiếc khăn đủ nói cho anh biết bà Lê rất khéo tay. Đôi chim bồ câu cuốn quít và hai chữ viết tắt được thêu lồng vào nhau rất đẹp. Tự dưng anh cảm thấy thương bố vô cùng. Ông là một người tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm, nên phải sống với một người không yêu thì quả là một thiệt thòi lớn. Kể đến là những cuốn nhật ký được viết rất cẩn thận và chi tiết. Từ cuốn đầu tiên khi ông bước chân vào quân ngũ cho tới tận bây giờ, vừa đúng 9 cuốn. Khi trao cho anh những thứ này, ông nói từ giờ ông sẽ không viết nhật ký nữa. Đây sẽ là những hồi ức quý giá của bố mà anh phải lưu giữ. Ông nói trước đây tâm nguyện của ông là sẽ dành tặng những cuốn nhật ký này cho bà Lê, cũng là người ông luôn nghĩ sẽ là vợ của mình. Nhưng cuộc đời không cho phép ông làm như vậy. Thôi thì ông đành để dành chúng cho riêng mình vậy. Mở cuốn nhật ký đầu tiên, những dòng chữ thân quen của bố lại hiện ra trước mắt Thiện, nhưng trong một không gian khác. Khe Xanh, ngày 17 tháng 6 năm 1968. Em thương yêu. Thế là anh đã kết thúc những ngày huấn luyện tân binh để vào chiến trường. Xa em được 3 tháng rồi, nhớ em lắm. Chỉ mong cho chiến tranh nhanh kết thúc để về với Phương Lê yêu dấu của anh. Ngoài kia pháo sáng của địch vẫn phóng ra để tìm mục tiêu. Chiến tranh thật khốc liệt em ạ. Có chứng kiến tận mắt, anh mới cảm nhận được rõ ràng nhất về sự tàn nhẫn và độc ác mà chiến tranh mang lại. Càng như vậy, anh lại càng mong chúng nhanh chóng được giành thắng lợi để trở về bên em. Chỉ ở bên em, anh mới thấy được đó là hậu phương vững chắc nhất của mình. Nhưng đó chỉ là ước ao thôi em. Vì từ vĩ tuyến 17 trở vào, tất cả các tỉnh miền Nam đều bị càn quét ác liệt như thế. Có những lúc quân ta phải chiến đấu giáp lá cá với địch để giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Anh mới thấy yêu tự do biết nhường nào. Tình yêu của chúng ta trong sáng quá. Ngày trước anh thấy mình thật khờ dại. Yêu em mà chỉ dám nắm tay, ngay cả một nụ hôn đầu cũng không dám. Sau này về em phải đền cho anh đấy, nghe chưa? Khe Xanh, ngày, tháng, năm 1968. Phương Lê, người yêu đẹp nhất của riêng anh. Giờ này em đang làm gì? Chắc em cũng đang trằn trọc nhớ anh phải không? Anh cũng nhớ em rất nhiều. Ngoài những giờ ngoài trận địa sống mái với quân thù, anh lại mong cho trời mau tối để được về thức cùng em, chìm đắm trong giấc mộng bên em. Giá mà không có chiến tranh, chắc mình đã cùng nhau xây mái ấm hạnh phúc rồi em nhỉ. Chúng ta sẽ sống bình yên trong một ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng và những đứa con. Nhưng anh lại bắt em phải chờ đợi rồi. Có một nhà thơ nói, Đợi chờ là hạnh phúc, còn anh thấy chờ đợi luôn làm cho tình yêu cháy bỏng và khát khao thêm. Chỉ thiệt thòi cho em thôi. Anh thương em nhiều lắm, vì nếu bình thường không ở ngoài chiến trận, anh đã có thể đèo em trên chiếc xe đạp thống nhất, đi dạo trên triển đê. Cảnh quê mình thật đẹp và yên bình em nhỉ. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói đã đi cả vào những giấc mơ nồng nàn. Nhớ em, anh lại mang chiếc khăn mùi xoa có đôi chim bồ câu em thêu ra ngắm nghía, lại tưởng tượng ra mình là đôi chim ấy, đôi chim quấn quít nhau như lá không lìa cành. Em yêu nhiều, hãy chờ anh trở lại nhé. Lúc đó mình sẽ làm một đám cưới thật to, em sẽ là cô dâu đẹp nhất vùng. Còn bây giờ hãy ngủ thật ngon em nhé. Anh sẽ hóa thành cánh chim bay về bên em, dù em ngủ để bù đắp những thiệt thòi mà em phải gánh chịu những ngày qua. Em yêu ơi, em trong trắng vô tư. Nếu em đã đem lòng yêu người lính, thì mỗi buổi tan ca đừng mong người yêu đón, đừng đợi anh gánh nước thổi cơm chiều. Tan ca rồi, hãy xem bài con học. Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc. Quên tất cả những gì là khó nhọc. Ngước sao trời, hãy tin đó là anh. Phe Xanh, ngày, tháng, năm 1968. Em thân yêu, hôm nay anh vui quá vì nhận được thư em. Cả đại đội đứa nào cũng đòi xem ảnh em. Chúng nói em là hoa hậu của lính, vì trong số những ai có người yêu thì người anh yêu là đẹp nhất. Anh tự hào, hãnh diện vì có em. Những nét chữ mộc mạc thân quen như tình em vậy đó. Tất cả đã chắp cánh cho anh vượt qua mọi nguy hiểm, mọi mưa bom bão đạn của kẻ thù. Em phải giữ gìn sức khỏe, đừng ham hoạt động quá, kẻo ốm đấy, cô bí thư chi đoàn xinh đẹp ạ. Mà người yêu của anh đẹp thế này, làm nhiều kẻ dập dìu trồng cây si lắm đấy. Anh nghe bạn bè nó nói, dốc cổng nhà mình đã mòn vẹt vì dấu chân trai làng phải không em? Em phải giữ mọi thứ cho anh đấy nhé. Tất cả chỉ là của anh. Anh yêu em nên cũng ghen nhiều lắm, bởi những ánh nhìn đắm đuối của bao kẻ si tình dõi theo em. Anh mượn lời thơ của Nguyễn Bính để nói hộ lòng mình. Anh rất yêu em, nhưng cũng ghen lắm đấy. Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi, tôi muốn coi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ, nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không tôi muốn cô đừng gặp một kẻ trai nào trong giấc mơ. Chiều nay vào nhà dân, trong khung cảnh hoang tàn, anh lại thấy bên khoảng vườn nhỏ có một khóm hoa hồng. Trong đó có một bông hoa hồng bạch rất đẹp, loài hoa mà em rất thích. Giá ở gần, anh có thể hái mang về cho em rồi. Thôi, đợi khi nào giải phóng, anh sẽ trồng cho em cả một vườn hồng nhé. Sẽ có một luống hoa cạnh cửa sổ để em có thể đứng tựa cửa mà ngắm hoa. Nhớ em nhiều lắm, hãy ngủ ngon nhé, bông hoa bé nhỏ của anh. Hôn em nhiều. Đắm chìm trong những dòng nhật ký của bố mà Thiện quên cả thời gian, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng. Gập vội cuốn nhật ký cho vào trong tủ khóa, rồi đi ra. Xuống ăn cơm đi anh, muộn rồi. Cả buổi tối hôm ấy, Thiện cứ suy nghĩ mãi. Không ngờ bố anh lại có một tình yêu sâu đậm đến vậy. Thứ tình cảm trường tồn không hề bị mai một theo thời gian. Đúng là thời này cũng khó tìm được tình yêu như thế. Chỉ tiếc rằng người phụ nữ luôn được bố dành một ngăn trong tim không phải là mẹ anh. Tại nhà Thắng lúc này, bà Tân đang cảm giảm với con trai về việc để cho bố sang ở với anh con cả. Bà biết ông không có tình cảm với mình, nhưng bà vẫn muốn kiểm soát ông về mọi thứ. Nhưng đến bây giờ bà mới nghiệm ra rằng bà có thể có mọi thứ của ông: tiền bạc, danh tiếng, con cái và cả thể xác. Nhưng thứ quý giá nhất bà muốn có thì lại không bao giờ chạm tới được. Đó là trái tim. Trái tim ông luôn băng giá và khép chặt mỗi khi ở bên bà. Ông là một người nhẹ nhàng, tế nhị, nên dù đã ở với bà hơn 40 năm, nhưng chưa một lần ông đánh bà, dù chỉ là một cái tát. Bà đau đớn nhận ra bao nhiêu năm nay, kể cả trước khi chưa là vợ ông, bà đã dùng mọi diệu kế để có được ông. Khi bà súng xính ngắm vuốt bóng mình trước gương trong ngày cưới, bà đã từng mãn nguyện và tự hào rằng mình là kẻ chiến thắng. Mặc dù nào có ai đua với bà đâu, nhưng càng ở với ông, bà càng nhận ra một điều, Dù bà có trăm phương nghìn kế, cho dù bà có làm cách nào đi nữa, kể cả bà luôn lấy hai thằng con trai làm vũ khí tối thượng ra, thì bà cũng không có được ông. Hay đúng hơn, bà chỉ có một nửa con người ông. Còn nửa kia, ông vẫn luôn là một cánh cửa đóng chặt mà bà là người không được phép bước vào. Có một lần, bà đã vào lục tung cả căn phòng của ông lên để tìm bằng chứng ngoại tình của ông, vì bà luôn cho rằng chỉ có người ấy mới làm ông không để tâm đến bà. Nhưng bà đã thất bại vì chả tìm thấy được gì trong căn phòng đó ngoài những chồng sách báo, sổ công tác. Bà cũng lục tung tất cả chiếc tủ cá nhân của ông, xong có một ngăn luôn được khóa kín thì không làm cách nào mở được. Bà đã tức giận gào lên như điên dại và hất tung mọi thứ ở trong phòng như một kẻ điên. Lúc đó, ông đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào nhìn bà chân chân. Ông đã lao vào phòng, giơ tay lên định tát bà, nhưng cuối cùng tay ông run run, mặt ông đỏ lên vì tức giận, và cuối cùng cánh tay ông bất lực buông thõng xuống. Hôm đó ông đã nói những câu mà đến chết bà cũng không thể nào quên. Cô làm cái gì vậy? Cô định làm loạn cả cái nhà này lên à? Cô đừng nghĩ tôi không nói gì, thì cô muốn làm gì thì làm nhé. Cô điên rồi, đi ra khỏi phòng tôi ngay. Anh là thằng phản bội, có vợ rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ. Anh ngoại tình tư tưởng với nó mà nghĩ tôi không biết à? Anh có dám thề là anh trong sạch không? Tôi nói cho anh biết, một khi tôi đã không được hưởng thì anh cũng đừng có mà mơ thoát khỏi tay tôi nhé. Có chết tôi cũng không buông tha anh đâu. Đừng có hòng. Cô nhìn lại bản thân cô xem, cô là cái gì chứ? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô là một con ma sống luôn ám theo tôi. Tôi thật sự sai lầm khi lấy cô. Tôi không bao giờ tha thứ cho quyết định dại dột của mình. Cô yên tâm, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất. Đã cho đi rồi thì không còn nữa. Chả bao giờ cô có được nó đâu, vì cô không xứng đáng. Nhưng cô yên tâm, cô khỏi phải dùng thủ đoạn thì tôi cũng không bỏ đi đâu. Tôi sẽ sống với cô suốt đời, nhưng chỉ như một tấm bình phong mà thôi. Tôi gây sợ con người cô, vì mình mà cô đã dám dở cả những thủ đoạn đê hèn ra để chiếm đoạt mọi thứ của người khác. Cô nên nhớ rằng, cái gì không thuộc về mình thì suốt đời sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu. Nhớ đấy. Anh nhớ đấy. Anh khốn nạn đến thế là cùng. Anh là đồ đểu, đồ sở khanh. Tôi căm thù anh. Anh nói mà không biết ngượng mồm à? Tôi dùng thủ đoạn gì mà anh kêu tôi lừa đảo hả? Hay anh bị mù màu với con đĩ kia rồi? Nó tẩy não anh rồi đúng không? Anh điên thật rồi. Tôi định không thèm nói đâu, nhưng hôm nay cô quá quắt lắm rồi đấy. Cô càng ngày càng lấn lướt. Tôi nhắc cho cô nhớ này, chính cô mới là kẻ lọc lừa, thủ đoạn và dối trá. Vì cô mà tôi và Lê mới chia xa. Cô là người tạo dựng lên tất cả. Cô đã lấy trộm hết những lá thư tôi gửi cho Lê. Cô thật sự khốn nạn và bẩn thỉu đến thế là cùng. Vậy mà cô còn trơ tráo đến độ sống sượng như vậy. Các cụ nói cấm có sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính xấu nó đã ăn vào máu của cô rồi, cô còn gì để nói không? Anh ậm máu phun người. Anh nghe con đi kia nó ton hót nên về hắt hủi tôi, rồi đổ tiếng ác cho tôi phải không? Anh đừng có vu oan giáng họa cho người tốt như thế. Tôi không ác, cũng không vu oan cho cô. Cô muốn biết sự thật ư? Có cần tôi gọi người đến đối chất không? Cô có dám thề trước mộ ông Quảng là cô không làm điều gì có lỗi với ông, với tôi và Lê không? Tiếc rằng tôi là người biết được sự việc quá muộn. Biết khi mọi thứ đã an bài, nhưng cũng lờ nhờ nó mà tôi nhìn thấu con người cô. Lê chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do cô đã giết chết một đời cô ấy. Giết chết tôi, cô biết không? Tôi những tưởng cô chỉ xấu người thôi, nhưng không ngờ cô xấu cả nết. Tôi ân hận vì đã uổng phí bao nhiêu năm với một người tâm địa hẹp hòi, ích kỷ như cô. Đúng là một con rắn độc. Tôi căm thù anh. Tôi chủ ẻo cho đời này kiếp này anh và nó không bao giờ có gần nhau, và tôi đã làm được điều đó. Tại sao nó có tất cả mà tôi thì không? Trong khi nó là một đứa ngu dốt, không có trình độ, một đứa nhà quê chỉ học hết cấp 3 trường làng mà đòi so với tôi à? Cô ác quá. Cô có biết đối với Lê cô là ai không? Cô chính là dì của cô ấy đấy. Người mà Lê luôn thân thiết, yêu quý, lại chơi xấu sau lưng và đã cướp đi hạnh phúc cả đời của cô ấy. Đẹp mặt chưa? Cô thật là vô liêm sỉ. Cô đã nợ tôi và Lê một lời thú tội và xin lỗi, nhưng tôi không cần, và có lẽ Lê cũng như vậy. Có điều cô lấy được tôi, cô nghĩ mình là người chiến thắng, nhưng cô đã nhầm. Cô mới là kẻ thua cuộc. Cô đã gục ngã ngay dưới chân mình đấy. Anh im đi. Anh vẫn còn mở mồm ra nói với tôi câu đấy à? Tôi không việc gì phải xin lỗi ai cả. Mọi thứ tôi có được là nhờ nỗ lực của tôi. Anh vì con Lị kia mà hắt hủi vợ con. Tôi căm thù nó. Nó là tình địch của tôi. Điều này đến chết cũng không thay đổi được. Cô không bao giờ có được tôi. Tôi cấm cô. Từ sau không được bước chân vào căn phòng này. Nó là khoảng trời riêng của tôi. Cô không được phép xâm phạm. Cô bất lịch sự lắm. Có 3 thứ mà từ nay trở đi cô tuyệt đối không được động vào. Đó là căn phòng này, ví tiền của tôi, và thứ 3 là điện thoại di động. Cô nhớ cho điều ấy. Bây giờ mời cô ra cho. Vậy là từ hôm đó, Thần đã ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ riêng. Chỉ có đến bữa ăn, hai người mới ngồi chung bàn. Mà đôi khi Thân cũng không ăn cùng Tân nữa. Khi Thân nghỉ hưu thì hai người lại càng xa cách. Hầu như nếu không có việc gì cần thiết thì ông không bao giờ nói chuyện. Nhiều người nhìn vào tưởng gia đình bà hạnh phúc, mẫu mực lắm. Nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nhà bà chỉ có cái vẻ bề ngoài, còn bên trong nó thực sự là mục ruỗng. Lạ một điều, hai đứa con của bà tính nết lại cực kỳ giống ông. Chúng không giống bà một chút nào cả. Ngày hai đứa chuẩn bị lấy vợ, khi chúng đưa ra tiêu chuẩn chọn người yêu, bà đã đứng hình, á khẩu khi ông đưa ra một lời khuyên cho hai đứa con trai. Bố chỉ khuyên các con một điều. Lấy vợ là lấy cho mình. Vì vợ là người sống với mình cả đời, nên các con không được phép nhầm lẫn. Vì nhầm cái gì có thể thay đổi, nhưng lấy nhầm người thì khổ cả đời con ạ. Không cần giàu sang quá, chỉ cần tính tốt thì sau này vợ chồng chung lưng đấu cật cũng sẽ có tất cả. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cả con ạ. Thằng con cả của bà lúc này mới lên tiếng. Bố ơi, con nghe các cụ nói nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái này có đúng không bố? Đúng đấy con, cái đó là cơ sở. Các con cứ để ý mà xem, người ta đã có câu ca. Người nào mắt trắng môi thâm, trai thì xảo quyệt, gái thì điêu ngoa. Người nào tí hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người. Còn nữa, quan niệm của người Việt Nam thì trong gia đình người đàn ông có trách nhiệm xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông là cái giỏ thì đàn bà phải là cái hom, nên người phụ nữ có cái miệng rộng quá cũng không tốt. Người nào răng vâu thì bẩn tính, dâu chán thì bướng bỉnh. Đó là những thứ ngày xưa các cụ đúc kết ra. Các con cũng nên tham khảo. Hai thằng con cứ thế gật gù tán thưởng, vì thấy bố nói có lý. Lúc này đang ở trong bếp, bất giác bà sờ lên miệng mình và nhìn vào gương. Khuôn mặt bà đều có hai thứ ấy, đó là hàm răng vâu và cái trán rô. Thì ra ông đã lấy cả những đặc điểm của bà ra để khuyên các con về việc chọn vợ. Bao nhiêu năm nay bà với ông sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Tuy không hạnh phúc, nhưng người ngoài nhìn vào đều phải ngưỡng mộ. Chả gì bà cũng đường đường là một cán bộ ngân hàng, so với ông, một sĩ quan cao cấp trong quân đội, thì quá xứng đôi còn gì. Vậy mà bao năm nay bà vẫn chỉ có cái vỏ bề ngoài là vợ ông. Nhưng chưa một lần ông đưa bà đi đâu vào những dịp quan trọng. Đi đám cưới con cái của bạn bè cũng đơn vị, cũng chỉ có mình ông. Phía bên nhà bà, mỗi khi có việc cần sự xuất hiện của ông, nếu như không thể thoái thác được thì ông sẽ chủ động đến, nhưng tránh tối đa việc sánh đôi với bà. Kỷ niệm 20 năm ngày cưới, bà bảo ông đi chụp ảnh kỷ niệm, ông cũng không. Đón thợ ảnh đến, ông chỉ đồng ý chụp khi có cả hai đứa con, còn chụp riêng với bà thì không bao giờ. Việc của bà Tân ngày càng căm thù bà Lê đến tận xương tủy, còn bởi một chuyện nữa, đó là việc Dũng, con trai Lê, học sĩ quan và khi tốt nghiệp cũng được ông xin cho về một đơn vị rất có điều kiện để phát triển trong quân đội. Thằng đó cũng có nhiều lần sang đây, mặc dù bà đã tỏ thái độ không ưa và ngồi tiếp chuyện cùng ông luôn ở đó. Nhưng xem chừng nó vẫn mặt dày mảnh dạn sang nhà bà thêm vài lần nữa. Quả cáp thì bà đâu có thèm. Đã có lần cũng vì việc này mà khi Dũng vừa về xong, bà và ông đã có trận cãi nhau to. Và hậu quả là cả túi quà của Dũng đã theo cánh tay của bà mà bay thẳng ra ngoài cổng. Đợt ấy mấy tháng liền, ông không thèm nói với bà một câu. Tức quá, chính bà lại phải phá tan sự im lặng ấy. Nhưng thay vì làm dịu vấn đề, bà lại leo thang chiến tranh và châm thêm ngòi nổ. Bà đã hét vào mặt ông. Thằng danh con ấy nó là cái gì? Mãi phải giúp nó hết lần này đến lần khác thế. Nó không có chân, có mồm hay sao mà hở ra một tí lại nhờ anh? Có thêm được đồng nào không? Hay lại phải bỏ tiền túi ra lo hầu cho nó? Tiền nhà này không phải là vỏ hến nhá. Đồ mặt dày, lần sau nó mà còn mò sang đây, tôi lót lá dắt khỏi ra cổng đấy. Cô quá quắt lắm rồi đấy. Cô việc gì mà phải mặt sưng mày xỉa lên như thế? Dù sao, nó cũng là hàng con cháu. Cô có phải động tí móng tay nó đâu mà chạnh lòng. Cô cứ như thế này, con cô ra đường xem có ai giúp không? Tôi cũng chỉ giúp nó những việc trong tầm tay, không phải mất đồng nào cả. Dũng nó là đứa tình cảm trước sau, nên mỗi khi về là sang thăm tôi thôi. Cô đừng có ích kỷ như thế chứ. Từ sau, bất cứ ai là khách của tôi, cô làm ơn đừng ngồi tiếp chuyện nữa. Tôi chán cô lắm rồi, hãy để tôi yên. À, gớm mặt thật. Đúng là khôn thì không ai bằng. Còn đi ấy, nó không thèm mò mặt sang đây, nhưng lần nào cũng xúi con sang. Anh đừng tưởng qua mặt được tôi nhé. Mà cái con Lê, mà nó có mò sang đây ấy, tôi cũng không để yên đâu. Chỉ cần bước chân vào cửa nhà tôi xé xác đấy. Đồ cố đấm ăn xôi. Bấy nhiêu chuyện xảy ra khiến càng ngày bà càng bị đẩy xa ông. Ông càng xa cách, càng không xem bà ra gì, thì bà lại càng lồng lên như hoạn thư. Bà chưa từng chấp nhận thua cuộc, cũng không chấp nhận thất bại. Đúng như lời của ông, thì bà chưa từ thủ đoạn nào để có được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mong manh như sương khói, rất gần thôi, nhưng bà không tài nào với được. Ông và bà cứ như hai đường thẳng song song, không thể gặp lại. Hai người đã xuất phát cùng một sân ga, nhưng lại đi về hai hướng khác nhau. Lẽ nào đến chết, ông vẫn chưa một lần yêu bà. Tại sao chứ? Trong khi bà làm tất cả vì ông, thì ông lại quay lưng không chấp nhận. Sau một tháng trời, Thiện cũng đã đọc xong những cuốn nhật ký của ông Thân. Càng đọc, anh lại càng hiểu bố nhiều hơn. Tình yêu của bố gắn với thời hoa lửa, nên tình yêu nó rất thiêng liêng và cao cả. Anh cũng tiếc cho bố và cô Lê, bởi nếu hai người không bị chia ly thì sẽ là một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc. Những đứa con do họ sinh ra sẽ rất đẹp. Nhưng nếu như vậy thì làm gì có anh và Thắng. Mẹ anh là người chiến thắng trong việc chiếm hữu được bố anh. Nhưng thứ mà mẹ anh không bao giờ có được, đó là tình yêu và trái tim của ông. Bao nhiêu năm nay, bọn anh đều tưởng bố mẹ hạnh phúc, nhưng đó chỉ là cái vỏ rỗng tuếch để che đậy sự bất hạnh bên trong. Không ai khác, chính mẹ anh mới là người thất bại. Bà là người đã tạo ra cái lồng để tự nhốt hai kẻ bên trong. Bà đã tự cầm tù chính mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Anh thấy thời gian qua mình thật vô tâm. Hơn 40 năm bố mẹ anh sống được với nhau mà không hề có tình yêu. Tại sao một trong hai người không tự giải thoát? Tại sao? Mẹ anh thì chắc không đời nào rồi, nhưng còn bố anh. Ông Thân không thể yêu vợ, xong lại không tự thoát ra mà vẫn chấp nhận sống cùng bà Tân đến cuối đời. Càng nghĩ anh càng khó hiểu. Sao các cụ chịu đựng nhau giỏi thế? Bây giờ xã hội phát triển, con người ta nghĩ thoáng ra nhiều lắm. Anh đã chứng kiến nhiều gia đình ly hôn mà lý do họ đưa ra hết sức đơn giản, đó là không hợp nhau và không còn tình yêu. Mà cũng đúng thật, anh nghĩ bản thân mình cũng sẽ như vậy. Nếu trong cuộc hôn nhân không thể đem đến cho đối phương hạnh phúc thì nên giải phóng cho nhau, coi như những người bạn. Chả tốt hơn là sống dưới một mái nhà, nhưng hai con người không khác gì người dưng, thậm chí là kẻ thù. Có lẽ bố anh không muốn thay đổi vì muốn dành cho các anh một mái ấm gia đình, có đủ cha mẹ. Tuy không yêu vợ, nhưng từ bé anh đã cảm nhận bố luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho hai anh em. Trước mặt hai đứa, ông luôn tránh xung đột với bà. Nhiều lúc anh thấy mẹ mình cực kỳ quá quắt, nhưng bố vẫn im lặng. Một là ông bỏ đi, hai là chui vào phòng riêng khóa cửa lại. Ngày đó anh không hề biết nguyên do vì sao mẹ lại hay gây sự với bố như thế. Chỉ biết rằng ngày còn học cấp 3, mỗi lần bạn bè đến chơi, chúng rất sợ mẹ anh. Ở bà luôn toát ra vẻ lạnh lùng khinh khỉnh mà người đối diện luôn phải e dè ngần ngại. Hôm nay vợ Thiện đưa con về nhà ngoại chơi, ở nhà chỉ còn hai bố con. Anh khẽ gõ cửa phòng ông để đưa trả bố những cuốn nhật ký và chiếc khăn tay. Ông Thân vẫn có thói quen đọc sách ở trong phòng như vậy. Thấy con trai vào, ông mới mỉm cười gần gũi. Con đọc xong hết rồi, bố cất đi hộ con ạ. Con có suy nghĩ gì không? Chắc con coi thường bố lắm nhỉ? Dạ không ạ. Con chỉ hơi buồn và hơi tiếc cho bố thôi. Con cũng thấy phục vì sự chịu đựng của bố. Trong việc này lỗi hoàn toàn do mẹ con, nhưng sự việc qua lâu rồi cũng chẳng thể truy cứu. Chỉ có điều mẹ đã trói bố không phải bằng tình cảm mà lại là sự chiếm đoạt. Con không biết khuyên mẹ thế nào nữa. Kệ bà ấy thôi con ạ. Bố cũng đi gần hết cuộc đời rồi. Giờ được ở bên các con coi như cũng là vui rồi. Coi như đó cũng là một cách sắp xếp ổn thỏa. Cảm ơn các con. Bố, cho con hỏi một câu nhé. Thế chuyện mẹ con lừa lấy hết những lá thư của cô Lê, cô ấy có biết không bố? Bố nghĩ là không, vì chả bao giờ thấy cô ấy nhắc đến chuyện này. Mà con biết rồi đấy, số lần bố gặp cô ấy rất ít ỏi. Còn câu này nữa, con hỏi bây giờ có thể là quá sớm, nhưng bố cũng cho phép con hỏi luôn. Vậy những kỷ vật và những cuốn nhật ký này bố định thế nào ạ? Bố cũng luôn trăn trở vì việc ấy đây. Sau này bố chết, chỉ mong các con hoàn thành cho bố một tâm nguyện. Đó là hãy để chiếc khăn tay này nằm cạnh bố, cả những bức ảnh kia nữa. Bố muốn mang theo 2 kỷ vật của cô ấy xuống Hoàng Tuyền. Còn những cuốn nhật ký, bố cũng chưa biết phải làm thế nào. Bởi từ giờ trở đi, bố sẽ không viết nhật ký nữa. Con sẽ làm thay bố việc này nếu bố tin tưởng. Con nghĩ những dòng nhật ký này phải được trở về đúng với chủ nhân của nó. Tuy rằng muộn, nhưng cô Lê cần phải biết những thứ này, và cô ấy cũng cần hiểu rõ bố đã dành cho cô ấy tình cảm cao cả thế nào. Bố yên tâm, chuyện này chỉ 2 bố con mình và cô Lê biết thôi. Mẹ con sẽ không biết gì cả, và gia đình mình vẫn yên bình như thế. Có nên không con? Bố sợ lại xảy ra việc gì nữa thì bố không còn mặt mũi nhìn ai. Con lấy danh dự của mình ra để hứa với bố. Việc này bố cứ giao cho con. Bây giờ bố cho con xin số điện thoại của cô Lê được không ạ? Con muốn hẹn trước cô ấy. Ông Thân đọc số điện thoại của bà Lê cho Thiện. Anh lưu số vào điện thoại của mình, rồi ôm chồng nhật ký của bố về lại phòng. Ông Thân nhìn theo con, lòng trào ra một niềm xúc động xen lẫn tự hào. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt của bà Lê. Sau gần 50 năm, bà mới lại được sống trong những ký ức của năm nào. Vị khách đang ngồi trước mặt bà đây thật là đặc biệt. Khi mời cậu vào uống nước, bà mới nhìn và nhận ra đó là Thiện, con ông Thân. Hơi ngạc nhiên vì không biết cậu đến vì lý do gì, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cậu, bà cũng đã giật mình bởi những nét quen thuộc hiện ra. Cố xua đi những ý nghĩ không phải trong đầu, bà từ tốn rót nước mời cậu. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc và nói rõ lý do của mình, Thiện mới từ từ mở một cái hộp cát tông ra đã được anh bọc khéo léo. Những cuốn nhật ký dần dần hiện ra trước mắt bà. Run run cầm những thứ đó trên tay, bà ứa lệ không nói được gì. Thì ra ông không hề như bà tưởng. Cảm xúc ùa về khiến bà chỉ biết khóc. Dòng lệ tan chảy sau bao nhiêu năm luôn được bà chốt chặt trong lòng, nay được dịp bùng phát. Cũng may cụ Hà đã được mấy người cháu họ đón về quê chơi, nên bà Lê không phải kìm nén tâm trạng. Thiện thấy vậy mới lên tiếng để xua tan sự ái ngại của bà. Cháu mong cô hãy nhận lại những kỷ vật này. Nó vốn thuộc về cô. Bố cháu cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình cô và viết về cô thôi. Tuy muộn, nhưng cháu tin cô sẽ vui, vì vẫn còn có một người yêu thương cô vô bờ bến bằng thứ tình yêu trong sáng đúng nghĩa. Cháu xin phép được gọi cô là cô theo phía bố cháu, nên cô đừng bắt cháu xưng hô lại. Cô cảm ơn cháu. Cô xúc động lắm, không biết nói gì trong lúc này. Cháu thông cảm và đừng trách cô nhé. Cô biết mẹ cháu luôn hiểu lầm và ghét cô, nhưng cô không làm điều gì có lỗi với mẹ cháu và các cháu đâu. Cô đã biết tất cả, kể cả việc mẹ cháu đã làm cho những lá thư của bố cháu không đến được tay cô. Nhưng mọi thứ cũng đã qua lâu rồi. Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm buồn của quá khứ. Bố cháu rất tốt. Các cháu hãy thương và hiểu cho bố. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, nhưng chứa đựng tất cả nỗi lòng. Bà Lê nắm chặt tay Thiện mà khóc. Anh cũng chỉ biết an ủi động viên bà, rồi xin phép ra về. Đưa biểu bà 2 hộp sữa online, bà mà nhất định không nhận. Anh phải nói mãi, bà mới ngại ngùng cầm lấy và tiện anh ra cổng. Những ngày sau đó mới thực sự làm cho bà Lê dậy sóng. Bà đã phải thức nhiều đêm trong vòng 2 tháng trời để đọc hết 9 cuốn nhật ký của ông Thân. Bà đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt để sống lại ký ức một thời hoa mộng. Giá như thời gian quay trở lại và không có sự tác động tiêu cực của Tân, thì để bà sẽ như thế nào? Bà sẽ không vất vả như bây giờ chứ. Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ giá như, nên vẫn còn rất nhiều người bất hạnh, và bà là một trong số đó. Nhưng bà không ân hận, bởi bà không phải là người phản bội ông. Bà có thể trút được gánh nặng luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ trời cho bà nhan sắc, nhưng lại lấy đi của bà nhiều thứ quá. Nếu có thể đánh đổi và quay ngược được thời gian, bà sẽ ước mình chỉ cần một nhan sắc bình thường để đổi lấy hạnh phúc. Đời là một bể dâu, và bà đã bị nhấn chìm trong ấy, không gì thay đổi được. Còn Tân, bà ta cũng chẳng hơn gì bà. Tuy đã có được những thứ chiếm được của người khác, nhưng Tân cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc. Bà ta luôn phải đối diện với tội lỗi của mình và nhận lấy sự bất hạnh không mong muốn. Như vậy cũng là luật bù trừ. Cái gì không phải của mình thì dù có chiếm được trong tay thì chưa chắc đã trọn vẹn. Âu cũng là số phận. Đêm nay bà không thể ngủ được bởi những câu thơ trong trang nhật ký cuối cùng của ông Thân và những dòng ông viết tận đáy lòng làm bà trăn trở. Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, dành tặng cho em kèm một lá thư. Em không nhận nghĩa là tình đã mất, tình cho đi có lấy lại bao giờ. Bà biết ông Thân vẫn luôn yêu bà và dõi theo bà mọi lúc, mọi nơi. Bây giờ mà kể cho giới trẻ nghe về tình yêu của mình, có lẽ họ không tin. Nhưng đúng là bà bắt đầu yêu ông từ năm bà 17 tuổi, giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, cho đến lúc ông đi bộ đội. Suốt 2 năm bên nhau và thêm mấy năm chờ đợi mà bà và ông chỉ trao cho nhau những cái nắm tay duy nhất. Thậm chí bà còn chưa biết đến nụ hôn của ông. Nụ hôn đầu đời, đúng ra ông phải là người đầu tiên được hưởng, thì cuối cùng người được đón nhận sự ngọt ngào ấy lại là chồng của bà. Tình yêu của ông bà trong sáng quá. Nó không trao cho nhau đến tận cùng của hạnh phúc, nhưng lại rất sâu đậm. Nó khiến cho ông Thân, mặc dù không lấy được bà, nhưng vẫn không thể mở lòng ra với một người nào khác, cho dù người đó là vợ ông. Ông khép chặt trái tim và chỉ dành một chỗ trống duy nhất cho bà, một mình bà mà thôi. Từ khi nhận được những cuốn nhật ký của ông Thân, bà Lê không dám gọi điện cho ông ấy một lần. Tự dưng bà thấy sợ hãi. Bà ngại khi phải đối diện với ông. Không phải bà không có tình cảm gì, nhưng sự khuôn phép và đức tính nghiêm túc của bà đã không cho phép bản thân bà làm điều đó. Bà biết, bà đâu phải gỗ đá gì. Bà cũng là một con người bằng xương bằng thịt, lại là phụ nữ, nên trái tim bà cũng có những nhịp đập riêng của nó. Không phải bà không nghĩ đến ông Thân. Trước đây nhiều lúc ông Thảo đã gây cho bà đau khổ, đã làm tổn thương. Phụ giấy bà hết lần này đến lần khác, bà cũng thất vọng lắm chứ. Nhiều đêm khóc thầm trong gối, bà đã cũng nhớ về ông. Bà cũng có những ước ao, thầm nghĩ, sao ông không phải là chồng của bà? Nếu ông là chồng bà, liệu bà có phải rơi nước mắt như thế này không? Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, mỗi khi tiêu cực. Sau khi tính tâm, bà lại gạt phắt đi và xóa ngay những ý nghĩ mà bà cho là lạc lối ra khỏi đầu óc mình. Và bà lại là bà, người phụ nữ kiên cường đầy nghị lực. Đến bây giờ ông Thảo đã khuất bóng được mấy năm, bà lại lẻ loi, cô đơn giữa cuộc đời, thì vẫn chỉ có ông là ông Thân luôn dõi theo mà thôi. Tại sao? Bao nhiêu lần bà ngước lên bầu trời đầy sao mà hỏi trời câu ấy. Tại sao những người yêu nhau lại luôn bị chia cắt? Những người tốt lại luôn phải khổ đau và chịu nhiều bất hạnh. Sao ông trời bất công và khéo trêu ngươi vậy? Cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở, nặng lòng, bà Lê lăn ra ốm. Lần này bà ốm thật. Bà cứ nằm bệt một chỗ mà chẳng thiết ăn uống gì. Bà cảm thấy mình như ngọn đèn đã cạn dầu, sắp tắt lụi. Đêm đêm bà thường mơ thấy mình đi giữa một nơi chỉ có thể một mình xung quanh. Xung quanh bà là những ngọn nến lung linh mờ ảo. Bà cứ thế đi như thế. Bước chân bà đi mãi nhưng không thấy ai. Chỉ có màn đêm đen đặc kỳ bí. Người bà hững đi và giật mình tỉnh dậy. Có lẽ nào bà mơ mình lạc xuống cõi âm. Ở một nơi khác, lúc này ông Thân cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Ông linh cảm có một chuyện gì đó không bình thường xảy ra. Móc điện thoại gọi cho bà Lê. Bao nhiêu cuộc nhưng chỉ có tiếng tút dài khô khan, tuyệt nhiên không thấy tiếng trả lời. Ông lo vì không biết bà có bị làm sao không, vì càng ngày ông thấy bà sức khỏe giảm sút lắm. 70 tuổi chưa là gì cả so với cuộc sống văn minh đầy đủ như hiện nay. Cộng với phương tiện hiện đại thì con người ta còn sống đến 8-90 tuổi là bình thường. Nhưng với bà thì e là khó, vì mọi thứ oằn cả lên đôi vai người đàn bà tội nghiệp. Gọi ngay điện thoại cho Thiện, bởi giờ đây ông chỉ có anh là người bạn tâm giao. Chỉ 15 phút sau, Thiện đã có mặt ở nhà. Nghe bố nói sơ qua, anh hiểu ngay những trăn trở của ông. Quay sang bố, anh nói: "Bố thay quần áo đi, con chở bố xuống thăm cô Lê, con cũng muốn xuống xem tình hình sức khỏe cô ấy thế nào." Vậy là hai bố con ông lại tức tốc xuống thăm bà Lê. Nhìn thấy bà tiều tụy mà ông thấy lòng mình như sát muối. Trái ngược với bà Lê thì bà cụ Hà vẫn khỏe lắm. Có lẽ bao nhiêu sức khỏe ông trời đều dành cả cho cụ thì phải. Ái ngại nhìn bà Lê, người mà ông đã quên yêu cả bản thân mình mấy chục năm qua. Lòng ông rưng rưng không thốt lên lời. Có lẽ bà Lê lo các con sẽ bỏ dở cả công việc mà lo lắng cho mình, nên bà vẫn gắng gượng không điện cho các con. Thiện mở lời để xóa đi cái không khí khó xử cho hai người. Anh khẽ an ủi bà Lê: "Cô phải ráng ăn uống cho mau khỏe, chứ cô như thế này các anh chị ở xa lại không yên tâm đâu cô ạ. Cô phải vui lên." Bà Lê không nói gì cả. Có lẽ bà xúc động quá mà nghẹn lời chăng. Đôi mắt bà ngấn lệ, rồi như không kìm nén được nước mắt, bà cứ thế tuôn rơi một cách nghẹn ngào. Bà cứ khóc, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ông thân ngồi bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn mà cảm thấy bản thân mình bất lực. Ông muốn đặt tay lên vai bà hay vuốt lên mái tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt hiền dịu của bà. Nhưng ranh giới hiện tại của hai người không cho phép ông làm điều đó. Nhìn người mình yêu như vậy mà không thể san sẻ, không thể gánh bớt một phần gánh nặng cuộc đời cho bà, mà lòng ông tê tái. "Lê ơi, tại sao chúng ta không thuộc về nhau?" Ông thân không hề biết rằng đó là lần cuối cùng ông được ngồi cạnh người mình yêu. Bà Lê sau hôm đó, bệnh bắt đầu trở nặng. Bà không ăn uống được gì. Bà cảm nhận mình yếu lắm rồi. Tim lại có vấn đề, cộng với huyết áp toàn trên 200. Bà cứ thế lả đi trên tay người em trai. Hai thái dương giật giật, không chần chừ gì nữa. Các em bà liền tức tốc gọi cho mấy đứa cháu về đưa bà đi viện. Hai cô con gái đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày về với mẹ. Vợ chồng Dũng cũng đã có mặt ở nhà bà Lê, được chuyển viện ngay sau đó bởi triệu chứng đột quỵ. Đến viện, sau khi khám lâm sàng, bà Lê được chuyển ngay đến phòng cấp cứu với cả đống dây chuyền và máy móc cắm khắp người. Bà chìm vào hôn mê bởi cơn tai biến. Bà chị em Lan nhìn mẹ mà lòng quặn thắt, rối bời. Họ lo sợ khi nghĩ đến tình huống xấu. Qua chụp MRI, các bác sĩ phát hiện bà bị nhồi máu não, cộng với bệnh suy tim vốn có, càng làm cho tình trạng trầm trọng thêm. Huyết áp không ổn định, tiền sử bệnh nền nhiều bên, nên bà Lê hầu như phải thở máy. Nếu không có máy móc hỗ trợ, có lẽ bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn mẹ cứ nằm thiêm thiếp trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, Lan chỉ biết lầm rầm khấn vái trời Phật phù hộ cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Cô cũng khấn thầm bố, linh thiêng hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Từ ngày bố mất đi, mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị em cô. Mẹ là điểm tựa, là nơi mà mấy chị em có thể đi về. Mất mẹ rồi thì coi như không còn gì cả. Người ta nói mất cha đã là nỗi đau lớn rồi, nhưng mất mẹ thì lại là một tổn thất không gì bù đắp được. "Mẹ ơi, mẹ hãy ráng lên mẹ nhé. Chúng con luôn ở bên mẹ. Mẹ nhanh khỏe để về với chúng con, mẹ ơi." Bà Lê cứ nằm như vậy. Tất cả sự sống của bà giờ chỉ còn biết trông chờ vào máy móc. Hy vọng khoa học hiện đại sẽ giúp được bà, nhưng ông trời khéo trêu ngươi. Khi huyết áp của bà dần ổn thì bà bắt đầu có triệu chứng suy thận cấp. Mặt bà phù nề, ứ nước, nhìn rất sợ. Các xét nghiệm về chức năng thanh thải của thận lại được tiến hành. 1 giờ sau, kết quả được đưa đến. Vị bác sĩ cầm tờ kết quả, mặt tái đi, đưa tay ra hiệu cho đồng nghiệp. "Các kết quả xét nghiệm rất xấu, độ thanh thải của thận kém, cần lọc máu cho bệnh nhân gấp. Anh cho bộ phận lọc kiểm tra kỹ máy móc và các khâu thật kỹ, xong đưa bệnh nhân sang phòng lọc máu ngay." Vậy là với cái thân thể gầy yếu mà bà Lê phải gánh chịu bao nhiêu bệnh tật đè lên cơ thể mình. liệu bà có vượt qua được không? Qua mấy lần lọc máu, nhưng bệnh tình của bà Lê tiến triển rất chậm. Hôm nay, bà đã có một lần mất nhịp tim. Các bác sĩ phải sốc tim và làm một số y thuật cùng với sự hỗ trợ của máy móc tối tân. Tim của bà mới đập yếu ớt trở lại. Khẽ đưa tay lên vành mắt bà ra, thấy ánh mắt đã mất đi thần khí. Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã. Ông vẫy tay, vậy ba chị em Lan ra ngoài nói: Các anh chị phải hết sức bình tĩnh và có phương án để chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra. Đây là bệnh viện hiện đại, chúng tôi đã làm hết sức để cứu chữa bà nhà, nhưng tôi e là bà khó qua khỏi. Còn nước thì còn tát thôi, nhưng các anh chị cũng nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi mong gia đình hết sức thông cảm. Lan và Hằng nước mắt ngắn dài năn nỉ bác sĩ hãy cố cứu lấy mẹ cô. Nhưng ông nói bà Lê bây giờ chỉ duy trì được ngày nào hay ngày ấy. Dũng chỉ biết thở dài, lòng anh trăm mối tơ vò. Là đàn ông, anh không thể khóc lóc mềm yếu, nhưng để bảo anh chia bớt một nửa tuổi thọ của mình để kéo dài sự sống cho mẹ, anh cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ mong mẹ có thêm nghị lực để vượt qua. Anh cầu mong phép màu sẽ đến với mẹ của mình. Đã 10 ngày trôi qua, bà Lê chưa một lần tỉnh lại. Sự sống trong bà giờ mong manh như làn gió. Có lẽ bà khó mà qua khỏi trong lần vận hạn này. Nghe người ta mách, có bệnh thì vái tứ phương, rồi có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chị em Lan cũng đã mời thầy về nhà cúng sao giải hạn cho bà. Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người. Sau nhiều nỗ lực không thành công, thì của đội ngũ y bác sĩ, bà Lê đã không qua khỏi. Thể theo nguyện vọng của gia đình, bệnh viện đã cho một bác sĩ đi sau xe cứu thương chở bà Lê về đến tận nhà. Vào lúc 10 giờ, ngày tháng năm 2021, bà đã trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà thân thương của mình. Tiếng khóc than thấu trời của các con và người thân của bà khiến ai có mặt cũng không khỏi rơi lệ. Chẳng mấy chốc tin bà Lê, người luôn được mệnh danh là hoa hậu của mọi lứa tuổi, đã vĩnh viễn rời xa nhân thế. Tin này cũng được truyền đi nhanh chóng. Nhà bà Lê bây giờ đã chật kín người, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Bà lại là người sống tình cảm và luôn được mọi người yêu quý. Chính vì vậy, khi bà mất đi, ai cũng muốn góp một chân một tay vào lo cho bà. Mặc dù đang rất đau thương vì sự ra đi của mẹ, nhưng Lan lại nhớ đến những lời mẹ dặn khi còn sống với chị em cô, là bà muốn khi chết đi, bà vẫn phải thật đẹp. Khi sống bà đã là một phụ nữ đẹp, thì khi nhắm mắt xuôi tay, bà muốn mình cũng phải được giữ cái thần thái đó. Chị em cô phải nén nước mắt vào trong và cẩn thận tắm rửa thay cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất, tự tay Lan trang điểm cho mẹ. Bà Lê vốn đã đẹp, nên chỉ cần một vài nét phấn cơ bản, khuôn mặt bà lại toát lên vẻ rạng ngời, quý phái. Nếu ai không tinh ý mới nhìn vào, chỉ tưởng bà đang ngủ mà thôi. Xong xuôi đâu đấy, bà mới được đưa vào tẩm liệm để phát tang. Ở cách đó chục cây số, ông Thân cứ đi đi lại lại rất sốt ruột, lòng ông nóng như lửa đốt. Cách đây 2 ngày, ông đã xuống viện thăm bà. Nhìn bà cứ nằm, mắt nhắm nghiền trên chiếc giường bệnh trải ga trắng muốt, mà ông không dám tin, lần này bà lại bị nặng thế. Đó là lần thứ 5 ông xuống viện thăm bà dịp này. Ông đang chờ Thiện về để chờ ông xuống viện, thì tiếng điện thoại di động của ông reo lên. Nhìn vào màn hình là số máy của bà Lê. Ông run rẩy bấm nghe. Alo, tôi nghe đây. Bác Thân phải không? Bác ơi, chị em, chị Lê... Chị Lê làm sao? Nói đi. Chị Lê em mất rồi. Lúc 10 giờ sáng nay... Đầu dây bên kia cúp máy. Lần này thì ông khóc thật. Nước mắt ông chảy dài xuống đôi gò má, đã bắt đầu có dấu hiệu của thời gian. Vậy là em đã ra đi. Em nỡ bỏ anh mà đi sớm vậy sao Lê? Anh vĩnh viễn mất em thật rồi. Ông ngồi bịch xuống ghế mà khuôn mặt thất thần. Ông đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Vậy là hết. Bà Lê mất đi, cuộc sống của ông không còn ý nghĩa gì nữa. Ông lẩm bẩm trong miệng. Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan, trăng lên trăng xuống, trăng tàn còn đâu. Náo nùng cả một trời thơ, xót thương vô bến, vô bờ, ngàn năm. Ông không ngờ, lần gặp bà dưới nhà là lần cuối cùng ông được nói chuyện với bà. Mấy hôm xuống viện vừa rồi, ông chỉ được nhìn thấy bà trong hình ảnh người chằng chịt máy móc, và đôi mắt nhắm nghiền mà thôi. Con tim ông lại gào lên thổn thức. Vậy là anh mất em thật rồi Lê ơi. Trong đầu ông lại vang vọng mấy câu thơ của Pushkin mà ông thấy sao nó lại giống với tình cảnh của ông bà đến thế. Chẳng ai hiểu vì đâu, đường đời chia hai ngả, chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời, anh buồn đau mải miết. Vô tình em không biết, hay vô tình quên đi. Cái tin bà Lê mất cũng lọt đến tai bà Tân. Bà như chút được gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay. Thay vì nghĩa tử là nghĩa tận, bà sẽ phải hối hận với việc làm của mình, thì đằng này bà lại cảm thấy hả hê trước sự ra đi của người đúng ra cả đời này bà phải mang ơn. Bà đã nợ bà Lê một lời xin lỗi, nhưng cho đến tận lúc này, người đàn bà đầy mưu mô thủ đoạn vẫn không hề biết hối cải. Bà đóng cổng, bắt một chiếc xe ôm phóng đến nhà con cả. Cửa mở, bà lao ngay vào. Ông Thân vẫn đang đi đi lại lại trong phòng với đôi mắt thất thần bấn loạn. Thấy ông như vậy, bà Tân liền lên tiếng gióng giết. Thế đã biết tin gì chưa? Người yêu cũ chết rồi đấy, xuống mà chia buồn đi chứ. Tiếc nhỉ, sao không chờ nhau xuống dưới vàng luôn một thể, ra đi sớm quá. Không còn chịu đựng được nữa, như giọt nước đã tràn ly, ông chỉ thẳng vào mặt bà Tân quát lớn. Bà câm miệng lại đi, bà không nói được không chịu được à? Bà ác hơn cả loài rắn độc. Lê chết, bà mừng lắm phải không? Từ nay trở đi, tôi sống thế nào không mượn bà quan tâm. Với tôi bà chết từ lâu rồi, bà hiểu không? Thật là thú chứ không phải người. Như mọi lần, bà sẽ chu chéo lên, nhưng hôm nay bỗng dưng nghe mấy lời này của ông, bà liền câm nín, cứng họng, đứng chết chân một chỗ. Bà bỗng cảm thấy mình thật vô duyên. Không lẽ bà đã sai? Bà là kẻ thừa thãi trước mắt ông. Đúng ra bà không nên tranh đoạt, không nên cướp ông khỏi vòng tay của Lê, thì biết đâu bà sẽ hạnh phúc và thanh thản hơn khi ở bên người khác. Bà bước lùi ra cổng, rồi cứ thế như chạy ra khỏi nhà. Lúc này nước mắt bà mới tuôn rơi, những giọt nước mắt hối hận muộn màng, nhưng tất cả đã quá muộn. Đám tang của bà Lê đông lắm, tất cả thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm và bạn hữu gần xa đều đến chia buồn và thắp cho bà nén nhang tiễn biệt. Ai cũng tiếc thương cho bà đã ra đi quá sớm. Vòng hoa tang xếp từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Mọi người đều nói bà là người có nhiều vòng hoa chia buồn nhất, nhưng những người đến viếng bà hôm nay đều chờ cho bằng được để chứng kiến giờ phút quan trọng, xem bà Lê sẽ có bao nhiêu dải lụa hồng vắt trên quan tài. Ở đây có lẽ người chết, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, cho dù lúc sống họ thế nào không biết, nhưng khi họ chết đi, những người trước kia yêu thương họ nhưng không có cơ hội kết tóc xe duyên, đến khi người đó chết đi thì đều tỏ rõ lòng mình chứ không hề giấu giếm. Vì vậy, họ sẽ đến thắp nhang cho người bán số và mang đến một dải lụa đào vắt lên quan tài để chứng tỏ cho người nằm trong biết là cho dù người ấy có chết đi thì họ vẫn được thương nhớ, vẫn là một đoạn yêu thương của người kia. Đó là một phong tục đẹp mà ai cũng phải tôn trọng, kể cả người bạn đời của người đem dải lụa đến cũng không được phép ghen tuông. Từng đoàn người đến viếng bà Lê, chỉ còn nốt đêm nay rồi sáng mai bà sẽ mãi mãi nằm xuống đất mẹ. Ngay từ đầu giờ chiều đã bắt đầu xuất hiện những dải lụa đào vắt trên quan tài của bà Lê. Người ta để ý và đếm được tất cả 26 dải lụa, một con số kỷ lục chứng tỏ ngày xưa đã có rất nhiều người thương thầm trộm nhớ bà. Đâu đó có tiếng xuýt xoa vì họ đoán có lẽ đó là con số kết thúc, bởi mỗi lần có một dải lụa được vắt lên, tiếng than khóc của các con bà lại gào lên ai oán. Họ chắp tay đáp lễ mọi người và tiếc thương cho người mẹ xấu số của mình. Nhưng mọi người lại tròn mắt đổ dồn khi thấy có một người đàn ông tuổi cũng ngoài 70, mặc một bộ áo vest màu đen đang tiến vào. Trên tay ông là một dải lụa đào rất đẹp. Đó chính là ông Thân, người yêu đầu tiên và cũng là người yêu duy nhất của bà. Khác với những người đã có tình cảm với bà trước đó, ông đi đến bên bàn thờ, kẹn nói nhỏ với họ điều gì, rồi mới tiến lại thắp nhang cho bà. Ông lặng lẽ bắt lên chiếc quan tài dải lụa đào thứ 27, rồi cúi xuống ôm trọn tấm áo quan và gục xuống trước ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn xúc động của mọi người. Kèn đám ma lại được tấu lên. Tiếng anh thợ khóc thay rót vào micro những lời khóc thương ai oán. Đến lúc này, cả tang gia mới biết tình cảm mà ông dành cho bà mấy chục năm nay không hề thay đổi. Cho đến tận lúc này, ông vẫn nguyên vẹn tình yêu ấy. Đôi mắt mọi người lại dõi theo vòng hoa tang của ông. Một vòng hoa nổi bật với những đóa hoa hồng, thứ hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cũng là loài hoa mà bà Lê yêu thích nhất. Trên vòng hoa, một dải băng đen kèm theo dòng chữ "Xin hẹn kiếp sau" và hai chữ LT được dán lồng vào nhau. Một vòng hoa đặc biệt cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đến lúc này, mọi người mới vỡ òa cảm xúc bởi bà Lê đã để lại tiếc thương cho bao người. Ngày hôm sau, bà Lê được đưa đi an táng, một đám tang với đầy nước mắt. Đoàn người đưa tang dài đằng đặc, những bước chân nặng nề như muốn níu giữ người nằm bên trong ở lại. Vậy là bà Lê đã vĩnh viễn rời xa nhân thế với cái tuổi 74 của mình. Đi ngay sau xe tang, người đàn ông ấy một bên dựa hẳn vào người con trai, tay kia thi thoảng ông lại đưa khăn lên chậm nước mắt. Không ai biết chiếc khăn tay màu thiên thanh ấy là kỷ vật cuối cùng của bà dành cho ông. Có lẽ nó sẽ theo ông đến khi nào xuôi tay nhắm mắt. Vậy là cuối cùng, bông hoa đẹp nhất đã lìa cành. Sau khi làm tang sự cho mẹ xong, mấy chị em mới dọn dẹp giường chiếu của bà để mang đi hóa. Ở trên đầu giường, bà Lê vẫn xếp ngay ngắn những cuốn nhật ký bên cạnh như một minh chứng cho tình yêu trường tồn của người bạn tri âm, nhưng bà không thể chung đường. Lật dở mấy trang đầu, Lan thấy một mảnh giấy rơi theo. Thì ra, đó là những lời dặn dò của bà Lê. Có lẽ bà đã nghĩ đến giờ phút ly biệt này. Các con yêu quý của mẹ. Có thể khi các con đọc được những dòng chữ này thì mẹ đã đi rất xa rồi. Đây là tất cả những gì mà mẹ mới nhận được của một người rất đặc biệt. Người này các con đều biết, đó là bác thân. Mẹ với bác ấy đã có một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ trước khi gặp bố con. Nhưng vì một số việc tế nhị mà mẹ và bác không thể bước tiếp con đường của mình. Có lẽ số phận đã an bài và mẹ chấp nhận. Mẹ về làm dâu bà nội, làm vợ của bố con gần 50 năm trời. Tuy cuộc sống không được giàu sang phú quý, nhưng mẹ vẫn luôn tận tâm chăm lo cho bố con bằng thứ tình cảm chân thật. Mẹ tự hào về điều đó, và chưa một lần mẹ bước sai đường. Cho dù bố con có sai với mẹ rất nhiều, nhưng mẹ đã tha thứ cho bố để bố được ra đi thanh thản. Mẹ cũng đã làm tất cả những gì bố các con chưa làm được để giữ cho các con một nếp nhà đúng nghĩa. Hãy yêu thương và đùm bọc nhau các con yêu của mẹ. Hãy thay mẹ chăm sóc bà những ngày cuối đời thật đàng hoàng, tử tế nhé. Một điều nữa mẹ nhờ các con, sau khi mẹ chết, các con hãy đọc hết những cuốn nhật ký này để hiểu hơn về mẹ, về bác thân. Sau đó, các con hãy hóa đi cho mẹ. Mẹ muốn được đem theo những tình cảm chân thành của bác ấy xuống suối vàng, coi như là kỷ niệm đẹp của một người bạn tri âm nơi dương thế. Mẹ đi đây, các con của mẹ ở lại mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho các con. Yêu các con nhiều lắm. Mẹ Phương Lê. Cuối cùng, tất cả đều được làm theo di nguyện của người mẹ quá cố. Chị em Lan lại đứng trước di ảnh của bà mà khấn thầm, mong mẹ sớm được siêu thoát. Từ nay, trên cuộc đời rộng lớn, họ không còn mẹ nữa. Bất giác hình ảnh bà Lê hiện lên như sương khói, trông bà rất đẹp. Miệng bà nở một nụ cười thật tươi nhìn các con. Ba chị em Lan không ai bảo ai, đều nắm chặt tay nhau nhìn theo bóng mẹ đang xa dần về miền cực lạc. Chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Xin đừng quên để lại một lượt like, đăng ký kênh và nhớ mở chuông để có thể nhận được thông báo những bộ truyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.